Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả đại chúng một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Kính bạch Thầy, giáo lý Phật càng học càng thấy mênh mông, càng tu càng thấy có nhiều điều phải sửa. Biết đến khi nào thì mới được thông dong tự tại. Con kính cảm ơn Thầy đã thực hiện chương trình ý nghĩa này, Phật tử Đồng Pháp. Kính thưa đạo hữu Đồng Pháp cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Là một người phát tâm học Phật thực thụ thì chúng ta sẽ thấy được rằng Phật Pháp đó nó mênh mông vô cùng. Tất cả những gì chúng ta biết chỉ như thể là giọt nước trong đại dương. Nhưng mà rồi chúng ta cũng biết rằng dẫu cho cái biển kia nó mênh mông dường nào đi chăng nữa thì chỉ cần hớp một ngụm nước thôi thì mình cũng đủ biết được rằng tất cả biển kia đều có một vị mặn. Chúng ta đừng nghĩ rằng kinh điển kia nó mênh mông vô cùng tận và không thể nào chúng ta đọc cho hết được thì mình lơ đễn, mình không tu tập. Chỉ cần chúng ta tu tập một pháp môn nào đó thôi thì cái pháp môn kia cũng đem lại cho mình sự an lạc, sự nhẹ nhàng, thanh thản trong cuộc sống. Đó chính là cái dụng tuyệt vời của Phật Pháp. Và chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng cho đến một lúc nào đó mình cạo đầu, mình bận áo, mình ăn chay thì lúc đó mình mới không còn những sự phiền não khổ đau. Mỗi người chúng ta có cái niềm hạnh phúc riêng và khổ đau riêng, chưa từng có một mẫu số chung nào của hạnh phúc và đau khổ dành chung cho tất cả mọi người hết thảy. Có những người đối với cái này là hạnh phúc, nhưng có những người đối với cái kia mới là hạnh phúc. Có những người cho rằng mình đang đau khổ bởi cái thứ này, nhưng người khác lại không cho cái thứ này là đau khổ, mà người ta gọi đó là điều mà cần phải vượt qua, cần phải thăng tiến, cần phải có để cho cuộc sống này vươn lên. Kính thưa tất cả đại chúng, ở trong cuốn sách Sư Tử Tuyết Bờm Xanh có kể một câu chuyện như thế này. Đó là có một vị tăng thường xuyên đi lễ Phật xung quanh cái tháp tinh cần mỗi ngày. Và một hôm nọ thì có một vị lạt ma cao tăng đi ngang, thấy vị này chọn cái pháp tu đi kinh hành như vậy đó, cho nên vỗ lưng vị thầy này mà nói rằng: thật ra đi vòng quanh những cái thánh địa thì cũng được đó, nhưng tốt hơn thì nên tu tập yếu tính của pháp Phật. Vị tăng trẻ này khi nghe được như vậy rồi thì cố gắng nỗ lực học kinh điển, học thuộc kinh này, học thuộc kinh kia. Và bẵng đi một thời gian thì vị lạt ma này gặp lại cái người tăng sĩ trẻ kia và cũng vỗ lưng vị tăng sĩ kia mà nói là: học thuộc, đọc tụng kinh điển cũng được đó, nhưng tốt hơn đó là học Phật Pháp một cách bao trùm rộng khắp. Vị tăng sĩ trẻ này nghe như vậy rồi thì bắt đầu chuyên tâm thực tập thiền định. Rồi bẵng đi một thời gian cũng khá lâu, vị lạt ma này gặp vị tăng sĩ trẻ này lại nữa và nói với vị này rằng: thực tập thiền định thì cũng được đó, nhưng hay hơn nữa đó là tu tập đúng với pháp Phật đích thực. Vị tăng sĩ trẻ này trở nên hoang mang, không biết làm như thế nào mới gọi là tu tập đúng pháp Phật đích thực, và xin nhờ vị lạt ma này chỉ dạy cho. Và vị lạt ma này nói như thế này: con nên buông bỏ hết tất cả những gì mà con đang nắm giữ. Và cái đơn giản này chính là cái khởi đầu và cũng chính là cái mục đích sau cùng. Kính thưa tất cả quý vị, không bám víu đó chính là cung bậc để chúng ta có thể thông dong tự tại trên nền trời bao la của giáo lý duyên khởi. Khi chúng ta nói rằng tất cả vạn pháp trong cuộc đời này đó là duyên khởi, đó là vô ngã, thì lấy cái gì để có thể xác lập nên hình hài sắc tướng? Nếu chúng ta chỉ dựa vào hình hài sắc tướng để tu tập thì tất cả những cái đó đều không phải là mục đích đến hết thảy. Thế thì lấy cái gì để chúng ta có thể tu tập được, hành hoạt được trong cái cõi đời mộng ảo này đây? Trong nhà Phật có một câu đó là dĩ huyễn độ chân, có nghĩa là dùng cái phương tiện ảo mộng, huyễn hoặc trong cuộc đời này để chúng ta đến được cái chân lý giải thoát và giác ngộ sâu cùng rốt ráo. Nếu không có cái huyễn, cái giả này thì lấy cái gì để chúng ta có thể đạt được tới cái chân? Tất cả các pháp chỉ là phương tiện để chúng ta có thể dùng cái phương tiện đó mà đạt được mục đích cứu cánh là rốt ráo, viên mãn, thanh tịnh, niết bàn. Kính thưa tất cả quý vị, cái giác tánh linh minh đổng triệt kia nó không có hình hài sắc tướng, cho nên nó mới tịch tỉnh và vắng lặng. Vậy thì khi nào mà tâm thức của chúng ta vắng lặng, tịch tỉnh thì lúc ấy chúng ta thông dong tự tại giữa cuộc đời này. Dẫu cho cuộc đời này có đau khổ hay không thì cái thông dong tự tại kia
vẫn thường hằng bất biến. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, như thường lệ chúng tôi xin được chia sẻ một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Kính thưa Thầy, trong cuộc sống này ai cũng có lòng tham, nhưng có những người tham lam quá độ, chỉ nghĩ cho mình mà không nghĩ cho người khác. Xin Thầy chỉ dạy cách nào để giảm bớt lòng tham lam ấy. Kính cảm ơn Thầy. Phật tử Đồng Vinh. Kính thưa đạo hữu Đồng Vinh cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, trong nhà Phật có một câu mà ai cũng biết, đó là sanh tử căn bổn, dục vi đệ nhất. Có nghĩa là nguồn gốc của sinh tử này chính là lòng dục, hay cái cõi của chúng ta ở đây chính là dục giới. Có nghĩa là ở cái cõi này tập hợp những chúng sanh có những cái lòng dục, tức là những lòng mong muốn. Kính thưa đại chúng, trong nền văn hóa Phật giáo chúng ta có một cái từ, đó là ngũ dục. Có nghĩa là năm cái điều ham muốn. Năm cái điều ham muốn đó là tài, sắc, danh, thực, thùy. Tài tức là tiền tài, vàng bạc, của báu. Sắc tức là những hình hài sắc tướng, những cái đẹp, những cái tô bồi trang điểm ở bên ngoài để đẹp cho mình, đẹp cho người, đẹp cho vạn vật. Cái thứ ba là danh, đó chính là cái tên gọi của người khác đặt cho mình. Và đó cũng chính là cái mà người ta định danh được cái này khác với cái kia. Yếu tố thứ tư đó là thực, chính là ăn uống, đi tìm cầu ăn uống và khổ sở vì sự tìm cầu ăn uống đó. Cái thứ năm là thùy, có nghĩa là ngủ nghỉ. Và chúng ta cần phải hiểu rộng ra trên cái phương diện ngủ nghỉ này, đó chính là yếu tố của giường chiếu. Và những người nào đam mê vấn đề này thì đó chính là người đã bị cái yếu tố ngủ này chi phối. Nhưng chúng ta cần phải hiểu như thế này, trong cái dòng chảy của đời sống đây, cái gì mà nó quá đà thì nó đều trở thành sa đọa. Chúng ta cũng cần phải ý thức được rằng, hễ ai trong chúng ta còn sống trong cuộc đời này thì người đó còn cái tham, tức là yếu tố tham sống và sợ chết, tham những cái lợi ích cho mình, cho người, hơn là cái tham mà cái đó đem lại lợi ích cho mình mà tổn hại đến người khác. Chúng ta tham những điều tốt đẹp, chân thiện mỹ, còn hơn là chúng ta tham những điều đem lại khổ lụy cho mình và cho người. Có một câu chuyện kể về ba chú chuột tham lam. Đó là một hôm nọ, ba chú chuột này đi rong ruổi để tìm cái ăn. Và vô tình ba chú chuột này gặp được một cái chum mỡ thật là lớn. Nhưng cái chum này nó chỉ còn mỡ ở phía dưới đáy mà thôi. Vậy là ba cái chú chuột này phải nghĩ cách để làm sao đó chúng ta có thể lấy được cái mỡ kia mà ăn. Vậy là cái chú chuột đầu đàn này mới nói với hai cái đứa kia là, bây giờ đây mình nắm đuôi của nhau để thòng xuống ở dưới cái đáy kia, và sau đó rồi thì chúng ta sẽ thay đổi cho nhau để tất cả đều có thể ăn được cái mỡ kia hết. Và thế là ba cái chú chuột đó đồng ý. Nhưng mà rồi đứa nào cũng có toan tính của mình. Nó nghĩ rằng nếu như bây giờ mình để cái con đầu tiên á mà nó ăn cái mỡ kia hết rồi á thì tới phiên mình đâu còn nữa đâu. Cho nên là sau khi mà đưa cái con đầu tiên thòng xuống dưới rồi thì con thứ hai và thứ ba nó nghĩ trong bụng là chi cho bằng mình cũng xuống luôn ở dưới đó đi, để mình ăn với nó, chứ không thì con đầu tiên nó ăn hết còn gì. Vậy là cái con chuột cuối cùng bám ở trên cái miệng lu á, nó thả tay luôn. Và thế là ba con đều rớt xuống ở dưới cái đáy lu kia. Sau khi nó ăn uống no nê rồi, tất cả mình mẩy của nó đều lấm lem cái mỡ hết. Và vậy là cả ba con đều không thể nào bò ra khỏi được cái lu ấy. Cuối cùng thì ba con đó đều bị chết ở trong cái lu mỡ kia. Kính thưa quý vị, ông bà mình nói tham thì thâm. Vậy thì chúng ta đều biết rằng trong cuộc đời này ai cũng cần có sự sống, ai cũng mong muốn mình có được một cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Hiểu như vậy rồi chúng ta sẽ thương nhau hơn, vì những gì chúng ta muốn thì người khác cũng muốn, những điều chúng ta không muốn thì người khác cũng không muốn. Và trong cuộc đời này tất cả đều được ghi nhận trên cái giáo lý nhân quả. Nếu như chúng ta làm cái việc gì đó đau khổ cho người thì người đó hoặc là người khác cũng sẽ gây những điều đau khổ đó đến lại với chúng ta. Vậy thì bất cứ lúc nào và ở nơi đâu, chúng ta cũng đều mong muốn mình có được sự an lành và hạnh phúc. Thì chúng ta cũng nên nhớ một điều là, bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu,
mình cũng cần phải đem lại sự an lạc, sự bình yên cho người khác. Đó chính là cái nhân để rồi chúng ta gặt hái được cái kết quả trong tương lai. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị có được an lành trong cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị đang đến với chương trình 5 Phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả đại chúng, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả đại chúng một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Kính thưa Thầy, con có biết những người họ chỉ nói nhiều về người khác, chê người khác dở việc nọ việc kia, nhưng họ lại quên mất đi bản thân mình cũng không giỏi giang gì cả. Xin Thầy cho họ một lời khuyên. Phật tử Lê Ngọc Báo. Kính thưa đạo hữu Ngọc Báo cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Có lần chúng tôi đã nói trong chương trình 5 Phút Phật Pháp về cái giỏi, cái dở của những người ở đời. Không có gì là dở mà cũng không có gì là giỏi. Thế thì cũng tương tự như thế, đối với người này thì công việc này họ quen rồi cho nên họ giỏi giang. Đối với người khác, họ quen việc khác cho nên họ giỏi giang việc khác. Quy luật của cuộc đời này đó là sự bổ sung cho nhau. Nếu anh có cái này mà người khác không có thì anh sẽ bổ sung cho họ. Và ngược lại, nếu họ có mà anh không có thì người ta sẽ bổ sung lại cho anh. Thế thì trong cuộc sống này không ai trong chúng ta là không dựa vào người khác để sống hết cả. Nhưng có những lúc chúng ta vong thân. Đó là một trong những yếu tố mà chúng ta đánh mất mình, quên mình là ai, mà cũng không còn biết được là mình đang là gì nữa. Trong cái hoàn cảnh, trong cái xã hội, trong cái gia đình, hay là trong tất cả các mối quan hệ của đời sống. Thở xưa, Ai Công, tức là vua của nước Lỗ, đến hỏi Khổng Tử như thế này: ta nghe nói có người dọn nhà mà bỏ quên vợ của mình, có đúng thế không? Khổng Tử mới trả lời rằng: bỏ quên vợ thì điều đó cũng không có gì là tệ lắm, mà bỏ quên chính mình thì đó mới chính là cái tệ. Ai Công mới nói với Khổng Tử rằng: thế nào gọi là bỏ quên đi chính mình? Lúc đó thì Khổng Tử mới trả lời là: vua Kiệt của nhà Hạ trước kia giàu sang tột độ, vàng bạc đầy khắp thiên hạ, danh tiếng lẫy lừng, nhưng mà rồi sao lãng thân phận của mình, quên mất đi tổ tiên của mình, tin dùng những kẻ xiển nịnh, ghét bỏ những kẻ trung lương, ngày ngày say đắm dục lạc, vui với những thú vui săn bắn rượu chè và hoang vu vô độ, và sau đó thì bị nhà thương giết chết. Thế có phải là có thân mà quên cả thân không? Kính thưa đại chúng, trong đời sống này đôi khi chúng ta cũng quên thân mình lắm. Khi mình làm thầy dạy học trò mà mình chỉ có dạy học trò thôi, còn lối sống của mình thì không phải những điều mình dạy học trò. Có khi chúng ta là cha, là mẹ, mình dạy con cái mình một đằng, nhưng mà mình lại làm khác đi cái lời mình dạy con cái đó. Hoặc là đôi khi mình khuyên bạn bè mình rằng: ô chị đừng có lắng nghe người ta nói chuyện nọ chuyện kia vớ va vớ vẩn, nhưng mà ngược lại bản thân mình khi đụng chuyện người ta nói vớ va vớ vẩn thì mình lại lập tức đau khổ giống như người bạn mà mình khuyên vậy. Hoặc là đôi khi chúng ta là người thầy dạy lái xe, chúng ta lại chỉ những người học trò của mình lái đúng với tốc độ ghi ở trên đường, nhưng mà rồi mấy khi chúng ta lái đúng tốc độ ở ngoài đường. Kính thưa tất cả quý vị, có vô số những điều nó xảy ra xung quanh mình, những điều mà chúng ta nói một đằng và chúng ta làm một nẻo, nó đều là những yếu tố để cấu thành nên cái gọi là quên đi bản thân mình. Cho nên xin thưa quý vị là chúng ta cần phải tỉnh giác, chánh niệm nhiều hơn trong tất cả những công việc hành xử ở đời, để rồi những điều mà chúng ta nói ra, những điều mà chúng ta làm việc, nó sẽ là những điều mà mang lại lợi ích cho mình và cho người nhiều nhất. Bởi vì những điều đó là những điều mà chúng ta sẽ kinh qua, nó sẽ trở thành kinh nghiệm của bản thân mình. Và rồi khi chúng ta sống với cái kinh nghiệm của bản thân đó, nó thật là màu nhiệm để chúng ta đối xử với dòng đời này. Và ai là những người đã sống, đã có kinh nghiệm với những điều mà chúng ta nói, thì người đó xứng đáng là người mẫu mực, bậc trượng phu. Và những người đó sẽ là người có khả năng hướng dẫn người khác đến với bến bờ an lạc ngay trong thực tại. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ chương trình này. Cầu chúc tất cả đại chúng luôn an lành và hạnh phúc trong cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả đại chúng một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Chúng con là những Phật tử mù khiếm thị, chúng con chỉ biết niệm Phật tu pháp môn tịnh độ. Xin Thầy cho biết hành trang tư lương để được về với Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Lý Ngọc Nga. Trước nhất thì chúng tôi xin được cầu nguyện chư Phật mười phương gia hộ cho đạo hữu Lý Ngọc Nga luôn được bình yên, hạnh phúc trong cuộc sống với sự khiếm khuyết trong thân phận của chính mình. Và kính thưa đạo hữu cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, là một người phát tâm tu tập theo pháp môn tịnh độ, niệm Phật cầu vãng sanh, thì chúng ta không thể nào không biết ba yếu tố, đó là tín, nguyện và hạnh. Tín đó chính là niềm tin, tin nơi bản thân mình có thể gột rửa tất cả những yếu tố của tham sân si, và chúng ta tin nơi cái khả năng có thể đạt được kết quả giải thoát và giác ngộ viên mãn nơi tự thân của chính mình. Cái thứ hai là chúng ta tin nơi Đức Phật A Di Đà, đó chính là cái cõi vắng lặng thênh thang không có nhiễm ô phiền trược, cõi nước đó có Đức Giáo Chủ là Đức Phật A Di Đà. Cái thứ hai đó là nguyện, có nghĩa là chúng ta phát tâm một cách dõng mãnh, kiên cố, không bao giờ lung lay, để hướng về cái cõi Tây Phương Cực Lạc kia. Và lời nguyện đó chính là điều hết sức căn bản trong Phật giáo. Chưa có một Đức Phật hay là một vị Bồ Tát nào mà không xác lập một lời nguyện của mình để mà độ sanh, để mà thành Phật hết thảy. Cái thứ ba là hạnh, đó chính là cái pháp hành mà mình áp dụng vào hàng ngày trong đời sống, để chúng ta chuyển hóa cái thân khẩu ý của mình luôn luôn hướng tới cái con đường mà mình đã định sẵn ở phía trước. Đó chính là đem thân, đem khẩu, đem ý của mình áp dụng vào cái phương pháp niệm Phật, làm cho chúng ta nhiếp tâm bất loạn, thì lúc đó trọn vẹn trên cái phương pháp hành để hướng tới cái quả vị. Ba yếu tố đó là những điều hết sức căn bản để một người thực tập trên cái pháp môn tu niệm Phật này dấn thân mà thực hiện. Kính thưa đạo hữu, có một câu chuyện kể về bà lão cúng đèn vào thời của Đức Thế Tôn còn tại thế. Đó là vào một ngày nọ, vua A Xà Thế phát tâm cúng 100 thùng dầu để thắp sáng tịnh xá Kỳ Hoàng, nơi Đức Phật và hàng thánh chúng đang cư ngụ. Khi nghe tin vua A Xà Thế phát tâm cúng dường nhiều như vậy, thì bà già nghèo nàn này khởi tâm dõng mãnh, và bà đã đi xin được 2 đồng tiền. Thế rồi bà đem 2 đồng tiền đó đi mua dầu và đến tịnh xá Kỳ Hoàng cũng thắp đèn mà cúng. Khi thắp lên ngọn đèn để cúng, bà phát nguyện như thế này: nếu sau này tôi thành đạo vô thượng như Đức Phật, thì ngọn đèn này sẽ sáng suốt đêm nay và rực rỡ dị thường. Thế là cho đến sáng hôm sau, Đức Phật mới sai ngài Mục Kiền Liên đi tắt hết tất cả những ngọn đèn. Cho đến ngọn đèn cuối cùng của bà lão thì không thể tắt được. Lúc bấy giờ thì Đức Phật mới bảo với lại ngài Mục Kiền Liên rằng ngọn đèn ấy là hào quang của một Đức Phật trong tương lai, cho nên ông không thể dùng thần thông của mình mà làm tắt nó được. Câu chuyện về ngọn đèn không thể tắt của bà lão nghèo nàn đó cuối cùng cũng đến tai của vua A Xà Thế. Thế là vua A Xà Thế hỏi kỳ bà rằng: ta làm công đức rộng lớn như vậy mà Đức Phật không thọ ký cho ta thành Phật, còn bà lão nghèo nàn kia chỉ thắp có mỗi một ngọn đèn, mà tại sao Đức Phật lại thọ ký cho bà thành Phật như vậy? Kỳ bà mới trả lời nhà vua rằng: ngài tuy cúng nhiều đèn nhưng mà tâm không chuyên nhất, không bằng bà già kia chỉ có cúng một ngọn đèn mà tâm chuyên nhất đối với Đức Phật. Kính thưa đạo hữu cùng tất cả quý vị, cái tâm chuyên nhất đó là một trong những yếu tố hết sức quan trọng để chúng ta định hình sự hành hoạt của mình trong cuộc sống. Nếu như trong tất cả những thời gian chúng ta còn sống mà chúng ta chỉ nghĩ về thế giới của Đức Phật A Di Đà, ăn cũng nghĩ về Đức Phật A Di Đà, nói cũng nghĩ về Đức Phật A Di Đà, ngủ cũng nghĩ về Đức Phật A Di Đà, và tất cả những khởi niệm của mình lên đều nghĩ đến Đức Phật A Di Đà, thì chẳng cần chúng ta chết mà ngay cả lúc sống này chúng ta cũng đã ở trên cái thế giới của Đức Phật A Di Đà rồi. Vì vậy mà tư lương để chúng ta có thể hành hoạt và mang theo trên con đường đi đến cõi Phật đó, đó chính là làm cho thân khẩu ý của mình lúc nào và bao giờ cũng nghĩ đến ngài hết thảy, và chúng ta không có mảy may nghi ngờ nào đối với Đức Phật kia cũng như đối với bản thân mình có khả năng để có thể vãng sanh về thế giới của ngài được. Nếu như lúc nào và bao giờ thân khẩu ý của tự thân chúng ta luôn nghĩ về ngài, luôn hướng đến ngài,
thì lúc đó chúng ta đã đạt được cái hiện tại lạc trú nơi cõi ta bà này, và lúc đó thì cõi ta bà này sẽ biến thành cõi tâm tịnh độ của chính mình. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ chương trình này. Cũng kính chúc tất cả quý vị chân cứng đá mềm để chúng ta thiện thệ trong cuộc đời. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 Phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả đại chúng một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Kính bạch Thầy, mọi người thường lo cho những cái riêng của cá nhân gia đình mình mà không lo lắng những việc chung của gia tộc, hay nói rõ hơn là tình riêng thì giữ mà nghĩa chung thì bỏ. Xin Thầy cho một lời khuyên làm thế nào để vẹn tình trọn nghĩa với cá nhân và xã hội. Kính cảm ơn Thầy. Hồ Hà Tĩnh. Kính thưa đạo hữu Hà Tĩnh cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, tình và nghĩa là hai cái trách nhiệm và bổn phận mà mỗi người đều gắn lên trên hai vai của mình trong suốt một chặng đường của đời sống làm người. Cái tình là thứ mà thể hiện trên cái phương diện của tự thân cá nhân mình, còn cái nghĩa là cái mà chúng ta thể hiện nó ra với người khác trong cái đời sống của xã hội, của gia đình. Thế thì ai trong tất cả chúng ta cũng đều có cái tình riêng của mỗi người, đối với người này, đối với người kia, đối với những cảm xúc của cá nhân. Còn cái nghĩa chính là qua cái sự tiếp xúc của cái yếu tố tình kia mà mình có cái mối tương giao giữa mình với người khác, qua bạn bè, qua anh em, qua cha mẹ, qua vợ chồng, qua làng nước, qua xóm giềng, qua xã hội. Tất cả những cái tình và cái nghĩa của đời sống đó đã tạo nên cái tư tưởng tình cảm của mỗi một con người. Và nếu như chúng ta sống thiên về cái tình cảm của cá nhân quá thì lại phụ cái nghĩa với tất cả mọi người xung quanh. Và nếu như chúng ta chỉ sống cho người khác nhiều quá, lo cho người khác nhiều quá thì lại thiệt cho cái bản thân của mình đấy. Vậy thì rất là khó để mà hai cái phương diện tình và nghĩa đó mình làm sao để có thể trọn vẹn đôi đường cho được. Kính thưa quý vị, có một câu chuyện kể như thế này. Có một lần nọ thì vua của nước Tề kéo quân sang đánh nước Lỗ. Khi đến biên giới thì gặp một người đàn bà, một tay thì bồng đứa con, một tay thì cũng dắt thằng nhỏ. Khi thấy tất cả những binh lính đang ở phía sau thì người đàn bà này lập tức bỏ đứa con của mình lại, ôm cái đứa bé mà đang đi bộ đó bỏ chạy. Vậy là cái đứa bé nhỏ hơn đang bồng trên tay đó, nó vẫn chạy theo mẹ và nó khóc kêu mẹ ơi, mẹ ơi. Và khi các tướng quân của nước Tề thấy như vậy thì lập tức bắt cái người đàn bà này lại và hỏi tội. Hỏi người đàn bà này rằng tại sao mà ngươi lại nỡ lòng nào bỏ một đứa nhỏ xuống đất để rồi bồng một đứa lớn hơn mà chạy. Người đàn bà này trả lời rằng đứa bé mà tôi bỏ lại là con ruột của tôi, còn đứa mà tôi bồng để bỏ chạy đó là con của anh trai tôi. Khi quân kéo đến thì tôi không thể nào bảo vệ được cho cả hai, cho nên tôi phải đành bỏ lại con tôi mà bảo vệ đứa con trai của anh cả tôi. Một viên tướng của nước Tề mới hỏi người đàn bà này rằng cái tình cốt nhục mẹ con mà ngươi bỏ thì thật là đau xót lắm. Nay ngươi bỏ lại con của mình mà chọn đứa con trai của anh trai ngươi thì có nghĩa là thế nào? Người đàn bà này nói rằng con của tôi đẻ ra thì thật là đau xót lắm, nhưng đối với một người kế thừa gia tộc này thì thật đó là cái nghĩa lớn không thể nào bỏ được. Tôi càng không thể sống với cái tiếng vô nghĩa để rồi giữ lấy cái tình riêng của mình. Viên tướng của nước Tề đó liền lập tức cho quân dừng lại và báo với vua của nước Tề rằng một người đàn bà ở trong cái xó rừng mà cũng biết hy sinh cái tình riêng của mình mà vì cái nghĩa công, thì hà huống gì những vị tướng, những binh sĩ và những người dân của nước Lỗ đều có những yếu tố trọng nghĩa mà quên đi cái tình riêng. Vua nước Tề sau khi nghe vị viên tướng này nói như vậy thì lập tức cho rút quân về. Về sau thì vua của nước Lỗ biết chuyện cho nên đã ban thưởng cho người đàn bà này rất nhiều vàng bạc của báu và phong cho bà hai chữ là nghĩa cô. Kính thưa tất cả quý vị, đó là một câu chuyện xưa để chúng ta thấy được rằng muốn giữ được trọn vẹn cái tình, cái nghĩa ở trong đời thật không có dễ tí nào. Nhưng khi rơi vào trong một hoàn cảnh mà mình chỉ có thể chọn một trong hai thì thật tình mà nói là mình phải có một tấm lòng thật sự rộng lớn và kiên dũng mới có thể nhìn nhận ra được cái gì là cần hơn cái gì lúc đó.
Kính thưa quý vị, trong cuộc sống này thật khó để cho chúng ta có thể vẹn toàn cái tình, cái nghĩa lắm. Phải nói rằng trong tất cả chúng ta không ai có thể vẹn toàn hết thảy mọi chuyện. Và chúng ta hãy cố gắng để có thể hoàn thiện hết tất cả những gì trong giới hạn của mình. Đồng thời thì chúng ta hãy mở rộng lòng mình ra để hoan hỷ với người khác. Vì ngay cả bản thân ta cũng không thể vẹn toàn được hết tất cả những cái tình, cái nghĩa trong đời sống. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an lành và hạnh phúc trong cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 Phút Phật Pháp ngày hôm nay. Hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ một email của Phật tử Thánh Quỳnh gửi đến cho chương trình. Câu hỏi được nêu ra đó là: gia đình của chúng con chỉ có vài người thôi, nhưng tất cả các anh chị em của chúng con không có đoàn kết với nhau, mà mỗi người chỉ lo vuông vén cho gia đình của mình, bỏ bê không ngó ngàng gì tới ông bà, cha mẹ. Xin Thầy cho chúng con một lời khuyên. Kính thưa Đạo Hữu Thánh Quỳnh cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, mỗi người của chúng ta được sinh ra trong một gia đình và gặp nhau, đó là một cái duyên rất lớn trên cái đoạn đường của cuộc sống này. Ngày xưa còn nhỏ, chúng ta đã được học về câu chuyện bó đũa. Câu chuyện được kể ra như thế này, đó là có một gia đình nọ hết sức là giàu có 5 người con. Mấy đứa con này nó sinh ra trong một gia đình sung túc giàu có, cho nên từ thuở nhỏ nó đã muốn gì có đó. Cho đến khi lớn lên thì những đứa con này luôn luôn ganh tị với nhau và không yêu thương đùm bọc gì nhau hết cả. Ông cha biết rằng mình bây giờ đã tuổi lớn và cái chết nó cũng đã cận kề, cho nên ông ta mới kêu hết 5 đứa con tới bên giường của mình và nói cái người gia nô ở trong nhà đem đến 2 bó đũa. Vậy là người cha mới đưa một bó và nói với lại các con rằng: bây giờ các con hãy thi nhau mà bẻ từng chiếc đũa này cho cha. Những đứa con cũng không hiểu được vấn đề gì, cho nên mỗi đứa con đều bẻ những chiếc đũa đó rời rạc một cách hết sức là dễ dàng. Sau khi người cha nhìn thấy những chiếc đũa lẻ tẻ đã bị bẻ gãy ra hết, người cha lại đưa tiếp một bó đũa thứ hai và yêu cầu các con là không được tách nó ra mà hãy bẻ nguyên một bó này cho cha. Người trai cả đã cố sức để bẻ nhưng không gãy được, tiếp đó đưa cho người đứa con thứ hai. Đứa con thứ hai cũng cố gắng bẻ nhưng không thể gãy được. Và tiếp đó nữa cho đến đứa con cuối cùng. Tất cả 5 người con đều hết sức cố gắng nhưng không thể nào bẻ được cái bó đũa kia. Người cha mới kết luận là: này các con, hôm nay cha muốn dạy cho các con một bài học, đó là tinh thần đoàn kết anh em. Nếu như các con không đoàn kết với nhau thì mọi người ở ngoài xã hội, người ta có thể bẻ các con một cách rất dễ dàng, như thể là bẻ từng chiếc đũa. Nhưng nếu các con biết yêu thương nhau, đùm bọc nhau, đoàn kết với nhau thì người ta sẽ không thể nào bẻ gãy các con như thể là bẻ cái bó đũa này vậy. Những người con đã được cha dạy một bài học về tinh thần đoàn kết của bó đũa đó rồi thì hết sức là cảm động. Và từ đó về sau thì 5 anh em không còn chia rẽ lẫn nhau nữa. Kính thưa tất cả đại chúng, trong cuộc sống này đây có những bài học hết sức là vỡ lòng, hết sức là đơn giản, nhưng mà đôi khi chúng ta lao lung với cuộc đời rồi mình lại quên đi những bài học sơ cơ và vỡ lòng đó. Nay chúng tôi xin được nhắc lại bài học vỡ lòng năm nào để chúng ta thấy được rằng tinh thần đoàn kết, dẫu là trong một gia đình, trong một đoàn thể hay rộng ra là quốc gia xã hội đi chăng nữa, là điều mà hết sức cần thiết để chúng ta có thể phát triển và nâng cao cái sự hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống này. Vì chúng ta biết chắc chắn rằng không ai trong chúng ta là giỏi hết tất cả mọi phương diện. Đôi khi chúng ta thiếu cái này thì phải cần người kia giúp đỡ. Điều đó sẽ là tương trợ lẫn nhau, để rồi đôi lúc chúng ta yếu mềm thì có người khác có thể giúp đỡ lấy mình. Trong đời sống không ai có thể khỏe hoài mà không bệnh hoạn, thì những lúc mà chúng ta bệnh hoạn kia sẽ có người để nâng đỡ mình một tay. Tất cả những sợi dây chắc chắn trong cuộc đời này đều có sự gắn kết của những cái sợi dây li ti. Nếu những sợi dây li ti kia không đoàn kết với nhau để trở thành một sợi dây lớn thì không thể nào chúng ta có thể có được một sợi dây nào chắc chắn để có thể xách bất cứ một cái gì hay nâng bất cứ một cái gì hết thảy.
Chúng tôi hy vọng rằng tất cả những điều hết sức là đơn giản và sơ khởi đó, nhưng nó mang một tinh thần giáo dục hết sức là sâu sắc. Hy vọng rằng gia đình của Đạo Hữu Thánh Quỳnh cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, từ anh em cho đến vợ chồng, con cái, yêu thương nhau, đoàn kết với nhau để chúng ta thống nhất ý chí và hành động. Từ đó mình có thể giúp nhau vượt qua tất cả những trở ngại của cuộc sống này. Cuộc đời luôn luôn tiềm ẩn những điều bất trắc ở phía trước. Hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ yêu thương nhau, chăm sóc nhau nhiều hơn, để rồi chúng ta có cơ hội mà bổ sung cho nhau trong những lúc yếu mềm của cuộc sống. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị luôn an lành và thành tựu mọi sở nguyện. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 Phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả quý vị một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Thưa Thầy, cuộc đời này là thật hay mộng? Nếu là thật, sao thoáng có rồi lại mất? Nếu là mộng, sao ai cũng tìm cầu tranh đoạt? Xin Thầy chỉ dạy. Nguyễn Lan Anh. Kính thưa Đạo Hữu Lan Anh cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Trong nền văn hóa của Phật giáo thì nhìn nhận tất cả các pháp đều là duyên sinh. Duyên sinh có nghĩa là sự tác tạo bởi tất cả những yếu tố khác hợp lại mà thành. Không có sự vật và hiện tượng hay bất cứ một con người nào trong cuộc đời này được hình thành mà không dựa vào những yếu tố khác nó. Vì lẽ đó mà sự hợp và tan của tất cả những sự vật và hiện tượng trong cuộc đời cũng đều được lý giải trên cái nguyên nhân đó là sự hợp và tan của các duyên tạo nên nó. Ví dụ như chúng ta nói thân người này là thật hay là mộng? Nếu mà là thật thì tại sao nó không trường tồn bất biến? Mà nếu nó là mộng thì tại sao nó lại sinh ra đây? Thế thì nó sinh ra là vì các duyên tạo nên nó có mặt, và nó mất đi là bởi vì các duyên tạo nên nó không muốn ở chung, hay có nghĩa là chia lìa. Vậy thì trong thế gian này cái gì là thật mà cái gì là mộng? Nếu mà là thật thì xin thưa các vị là tại sao nó không ở hoài? Và trong cuộc đời này không có cái gì là không biến đổi hết. Bây giờ nó có đó, rồi nó lại tàn phai theo năm tháng và rồi nó lại mất đi. Nhưng mà rồi nếu chúng ta nói nó là mộng á, thì cái gì đang hiện hữu ở nơi đây? Cái gì đang nhận biết ở nơi đây? Thế thì xin thưa các vị, bản chất của dòng đời này đó là do sự tác tạo của các duyên. Kính thưa quý vị, có một câu thành ngữ khá phù hợp với lại nội dung của câu hỏi này, đó chính là giấc mộng Nam Kha, hay gọi là giấc mộng Hoàng Lương. Câu chuyện này được ghi ở trong Nam Kha Ký Thuật của Lý Công Tá đời nhà Đường. Câu chuyện được kể về một người mang tên là Thuần Vu Phần. Anh ta vốn là một thư sinh khôi ngô tuấn tú, nhưng chẳng may là trong một lần đi thi nọ thì anh ta không có đỗ đạt gì cả. Trong khi đi về nửa đường như vậy vì đói cơm khát nước, cho nên anh ta mới ghé vào trong một ngôi chùa nghèo nhỏ để mà xin cơm ăn nước uống. Ở trong chùa không có gạo cho nên mới lấy hạt kê để nấu. Và vì quá mệt mỏi cho nên anh ta dựa vào vách tường chùa mà ngủ. Và trong lúc nằm ngủ như vậy thì anh ta thấy mình đỗ đạt làm quan và được nhà vua gả công chúa cho. Tất cả những sự sung sướng danh vọng đều đến với anh ta hết cả. Tiếp theo đó là nhà vua ban đất và đưa anh về đó để trấn thủ cả một vùng. Trên cái con đường đi tới nhận chức như vậy đó thì gặp giặc giả. Và thế là toàn bộ quân hộ tống đều bị đánh tan tác hết. Kể cả cô vợ cũng bị giết luôn. Và khi những tay giặc giả đó đưa kiếm vào trong cổ của anh toan giết anh thì anh la lên. Và lúc đó thì anh ta tỉnh giấc mộng. Khi anh ta tỉnh giấc thì cái nồi kê nấu cho mình vẫn chưa chín. Cho nên trong cung oán ngâm khúc của Ôn Gia Thiều có câu là: giấc Nam Kha khéo bất bình, bừng có mắt dậy thấy mình tay không. Cho thấy rằng cái giấc mộng từ cái lúc mà đi thi, đỗ đạt, cưới vợ cho đến hưởng được bổng lộc sung túc của đời sống, rồi cho đến khi sắp chết tới nơi, nó ngắn ngủi vô cùng, ngắn còn hơn là nấu một nồi kê nữa. Giấc mộng kê vàng hay còn gọi là giấc mộng hoàng lương. Hoàng là màu vàng, lương chính là lương thực, chính là những hạt kê. Nên xin thưa tất cả quý vị, trong đời sống này đây, tất cả mọi thứ nó thoáng qua một thời gian rồi nó mất hút. Chưa từng có một vị vua, vị quan nào trong cuộc đời này dùng hết tất cả những sức lực bình sinh của mình để gầy dựng quốc gia đế chế mà cho đến ngày hôm nay vẫn còn giữ mãi.
tất cả mọi thứ đều bị phủ mờ dưới lớp bụi của thời gian hết thảy. Cho nên nhìn thấy cuộc đời này thực tướng của nó là có rồi không. Tất cả mọi thứ chỉ có trong một thời gian nhất định rồi biến mất. Tất cả những cái mà chúng ta có trong tầm tay rồi một ngày nào đó cũng biến mất khỏi tầm tay của mình. Tất cả mọi thứ nó đến như thể là chưa từng đến trong cuộc đời này. Chúng ta hãy suy nghiệm cái bản chất thật của cuộc đời này để chúng ta không bị bám chấp vào những cái có và cái không của đời sống. Khi chúng ta có gì trong tầm tay thì mình hãy trân quý cái có đó, để rồi một ngày mai nó mất đi thì mình cũng đừng có buồn thương quá lắm. Vì bản chất của dòng đời này là hễ có cái gì thì sẽ mất đi cái đó. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị thanh thản nhẹ nhàng trong cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 Phút Phật Pháp ngày hôm nay. Hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả đại chúng một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Kính bạch Đại Đức, xin Thầy cho ý kiến. Ở đất nước Mỹ này tuy là không thiếu thốn về vật chất nhưng lại nghèo nàn về tinh thần. Con muốn dạy hai đứa con nhỏ của con tinh thần của dân tộc Việt Nam tình cảm, nhưng cũng rất khó dạy con. Chúng nó chỉ theo văn hóa bên này. Thầy có cách giáo dục nào xin chỉ cho chúng con với. Phật tử Diệu Tâm. Kính thưa đạo hữu Diệu Tâm cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Sinh ra và chăm sóc dạy dỗ một đứa con ở trong xã hội Việt Nam để cho nó trở thành một người có ích cho xã hội đã là một vấn đề khó khăn. Huống chi là chúng ta ra nơi hải ngoại này sống trong hai nền văn hóa. Một là nền văn hóa mà cái đứa bé kia được sinh ra và lớn lên, đó là nền văn hóa Mỹ. Hai là nền văn hóa của cha mẹ chúng, đó là nền văn hóa của xã hội Việt Nam, đã ăn đậm và khắc sâu trong tâm khảm của cha mẹ chúng. Thế là vô tình chung chúng ta bắt con em của mình phải tiếp thu một lần hai nền văn hóa. Cái nền văn hóa của cha mẹ chúng đó chúng chưa từng trải qua, cũng chưa từng hình dung nó là thế nào. Và rồi chúng ta nhồi nhét vào trong tâm khảm của chính nó để mong muốn nó làm những điều mà chúng ta mong muốn thì quả thật là làm khó cho nó đó. Thưa đạo hữu cùng tất cả quý vị, thở xưa mẹ của Khổng Tử cũng là một người rất ưu tư về vấn đề giáo dục con cái. Đó là nhà của Khổng Tử vốn ở gần một cái nghĩa trang. Vậy là hàng ngày Khổng Tử thấy người ta đào mồ và chôn người chết. Và thế là về nhà Khổng Tử cũng tập cái cách đào đất để mà làm mồ. Thấy vậy thì mẹ của Khổng Tử nói rằng đây không phải là chỗ để mà con ta ở. Thế là bà quyết định dời cái nhà của mình đi đến một chỗ khác, nơi ấy gần chợ. Khi mà đến ở gần chợ thì Khổng Tử cũng thường xuyên tiếp xúc với cái cảnh mà người ta buôn bán, cân đo đong đếm và những lời nói trước sau bất nhất, mua rẻ, bán đắt, cân thiếu nói đủ, vân vân. Tất cả những cung bậc của chợ búa đó đã được cậu bé Khổng Tử này đem vào trong nhà của mình và tập những trò chơi cũng cân đo đong đếm như vậy đó. Thế là bà mẹ thấy cái cảnh đó cho nên mới nói là đây cũng không phải là chỗ để cho con ta ở. Và lần thứ ba bà dời nhà, đó là bà chuyển đến gần một cái trường học. Và khi ở gần trường thì cậu bé Khổng Tử này nhìn thấy mọi người học lễ nghĩa phép tắc, cấp sách đến trường. Cho nên Khổng Tử cũng học cái cách lễ phép và cấp sách đến trường như vậy. Cho đến một hôm thì Khổng Tử nhìn thấy nhà hàng xóm giết lợn, cho nên mới về hỏi với mẹ của mình là người ta giết lợn để làm gì vậy mẹ? Thì mẹ của Khổng Tử mới nói đùa một câu, đó là giết lợn để cho con ăn đó. Với cái đầu óc thơ ngây của một đứa bé thì cũng chẳng nghĩ chuyện gì. Nhưng mà sau đó thì bà mẹ nghĩ lại, bà mẹ mới thấy áy náy trong lòng rằng tại sao mình phải nói dối con mình như vậy. Cho nên bà phải đi sang nhà hàng xóm để mua cái thịt lợn đó về cho đứa bé Khổng Tử đấy ăn. Rồi cũng một hôm nọ, bà thấy Khổng Tử đi học và bỏ nửa chừng đi về nhà chơi. Ngay lúc đó thì bà đang dệt một tấm lụa, bà đã dùng con dao để cắt ngang cái tấm vải lụa đang dệt đó, mà nói với Khổng Tử là con đang học mà bỏ học thì cũng giống như ta là đang dệt cái tấm vải này mà bị cắt đứt nó ra vậy. Lúc ấy thì Khổng Tử mới hiểu được cái ý nghĩa của lời nói mẹ mình và bắt đầu siêng năng học hỏi, để rồi sau đó trở thành một nhà hiền triết lỗi lạc của phương Đông. Kính thưa tất cả quý vị, giáo dục con cái là cả một quá trình dài của sự sống. Cha mẹ chúng là những vị thầy đầu tiên,
và những hành xử từ lời ăn, tiếng nói, việc làm của cha mẹ đều ảnh hưởng đến con cái của mình rất nhiều. Ngay cả những tư tưởng, tình cảm của mẹ cha đó cũng ảnh hưởng đến con cái nữa. Chính vì lẽ đó, để có thể giáo dục cho con cái của mình tốt đẹp trong đời sống ở nước này, thì chúng tôi xin khuyên quý vị trong gia đình hãy trở thành một người thầy giáo mẫu mực của nó. Tất cả những gì chúng ta làm thì đứa bé kia sẽ sao chép y như bản chính. Cho nên quý vị muốn xây dựng tình cảm của con cái mình thì ít nhất chúng ta phải có tình cảm đối với ông bà, cha mẹ của mình, và hãy thể hiện thấy được chúng ta đối xử với người khác ra sao. Chính những yếu tố đó đã tích tụ mỗi ngày để nó trở thành cái tâm tư tình cảm của tất cả những đứa trẻ đó ở nơi đây. Kính cầu chúc đạo hữu cùng quý vị có con nhỏ nuôi dạy một cách tốt lành. Và kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ chương trình này. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 Phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được chia sẻ một email của Phật tử Anh Nguyễn gửi đến cho chương trình như thế này. Con thấy trong đời sống này, người ta chỉ sống trên cái tình cảm của cá nhân mà phán xét tất cả mọi giá trị của cuộc sống. Có phải chăng người ta chỉ dựa trên yếu tố tình cảm mà không chú ý đến cái lẽ công bằng để xét? Con đang rớt trong hoàn cảnh này, xin Thầy cho con một lời khuyên. Kính thưa đạo hữu anh Nguyễn cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, xét theo lẽ công bằng mà nói, hầu hết mọi người của chúng ta rất ít khi chúng ta dùng cái lẽ công bằng của trời đất hay tất cả những cái lẽ công bằng đạo lý của xã hội mà xét. Đa phần thì chúng ta chỉ dựa trên cái lý đơn giản của đời sống này, của tâm tư, tình cảm của cá nhân mà phán xét. Cho nên đôi khi nó không phản ánh đúng cái thực tế của cuộc sống và đúng cái thực tế của sự vật và hiện tượng đó xảy ra, vì nó đã qua cái lăng kính nội tại của cá nhân người đó tiếp nhận rồi. Có một câu chuyện kể về cái vấn đề yêu nên tốt mà ghét nên xấu như thế này. Đó là vua của nước Vệ có một người thiếp mà ông ta hết sức là yêu quý. Có một lần nọ giữa khuya thì những người trong gia đình của cô chạy đến báo rằng mẹ của cô đang ốm nặng. Nghe như vậy rồi cho nên cô cấp tốc kêu người đánh xe của vua, dùng xe của vua mà chở cô về để thăm mẹ, để lo cho mẹ. Sau khi cô làm xong việc đó rồi, tâu trình lại với vua, thì vua của nước Vệ mới nói rằng thật là quý hóa thay, thật là hiếu thảo thay, vì cái lòng hiếu thảo đó mà đã quên đi cái tội bị chặt chân chặt tay khi dám lấy xe của vua đi mà không xin phép. Và trong một lần nữa, trong cái lúc mà ăn những trái đào ngon thì cô thiếp này cắn và thấy trái đào đó ngọt, cho nên đưa cái trái đào ăn dở đó cho vua ăn. Lúc đó vua mới nói rằng yêu ta thật cho nên là mới biết cái trái đào này ngon rồi đưa cho ta ăn. Về sau thì cô này không được nhà vua yêu chuộng nữa. Cho nên trong một lần cô ta phạm tội nhẹ thì nhà vua lại ghép hai cái tội trước vào. Cái tội thứ nhất là cô tự tiện lấy xe vua mà không xin phép. Cái tội thứ hai là dám ăn dở rồi mà đưa trái cây cho vua ăn. Hai cái tội đó là hai cái tội trọng cho nên đã giáng chức cô và xử cô tội chết. Kính thưa tất cả quý vị, chúng ta đã từng nghe cái câu đó là thương nhau thương cả lối đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. Đó cũng là điều để tổng kết nên cái chuyện mà thiên hạ chỉ đối xử với mình dựa trên những cái cảm tính của cá nhân mà không chú ý đến những yếu tố thực tại của đời sống. Mỗi người của chúng ta có một trình độ ứng xử trong cuộc sống khác nhau, và cái trình độ ứng xử này nó còn phụ thuộc rất nhiều vào những phong tục tập quán, những cách giáo dục, những nề nếp và sự chuyển hóa cuộc sống của mỗi người, cũng như những kinh nghiệm đối xử trong đời sống này. Vì vậy mà đôi khi chúng ta gặp những chuyện trái ý nghịch lòng trong đời sống thì âu đó cũng là chuyện miên viễn giữa cuộc đời này mà thôi. Xưa nay đã có và bây giờ vẫn có, cho đến ngàn sau chuyện này cũng vẫn tiếp diễn nữa. Hy vọng rằng đạo hữu cùng tất cả quý vị cũng sẽ vững bước trên đôi chân của mình để tìm kiếm những giá trị chân thật nơi cuộc sống này. Và chúng ta cũng không nên bất mãn với những điều mà xảy ra trong đời sống, vì điều đó sẽ không bao giờ làm cho chúng ta vừa lòng hết cả. Ông bà mình nói rằng chỉ đâu mà buộc ngang trời, tay đâu mà bịt miệng người thế gian. Cho nên trong tất cả những cái xô bồ của đời sống đó, hy vọng rằng chúng ta sẽ cố gắng chắt lọc ra những giá trị đích thực còn tiềm ẩn trong cuộc đời này để sử dụng nó làm chất liệu cho cuộc sống.
Và chúng ta cứ hãy bọc cái đôi chân của mình cho thật là vững chắc, để chúng ta bước qua tất cả những gai góc của cuộc đời này, để cho bàn chân của chúng ta không bị chảy máu bởi những thương gác của đời sống đây. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và đã bảo trợ cho chương trình này. Kính cầu chúc tất cả quý vị luôn an lành và hạnh phúc trong cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 Phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả đại chúng một email nữa của một người Phật tử tên là Thường Thức gửi đến cho chương trình. Câu hỏi được nêu ra đó là: luật nhân quả có thật hay là không? Và làm thế nào để có thể biết được cái luật nhân quả này? Kính thưa đạo hữu Thường Thức cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, gieo nhân nào gặt quả nấy, đó dường như là một câu nói cửa miệng của tất cả những người nam nữ cư sĩ Phật tử của chúng ta. Mọi sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này nó đều theo những tiến trình sinh diệt. Thế thì cái tiến trình đó chính là cái yếu tố nhân và quả tiếp nối lẫn nhau. Cái này xuất hiện thì là nhân, cái kia bắt đầu tiếp theo đó là quả. Theo triết lý của nhà Phật đó là trùng trùng duyên khởi, có nghĩa là không có cái gì nó sinh ra là do một nhân sinh ra, cũng không có một cái gì từ một nhân sinh ra và có được một quả hết cả. Tất cả mọi sự vật và hiện tượng đều bắt đầu từ vô thủy và kết thúc từ vô chung. Xin thưa tất cả quý vị, nếu quý vị không tin yếu tố nhân quả là do trùng trùng duyên khởi, thì chúng ta có thể đem một sự vật và hiện tượng nào đó hết sức là cụ thể, rồi mình quan sát cái căn nguyên đầu tiên của nó cho đến bây giờ, để chúng ta tìm kiếm được cái đâu là cái đầu tiên hay không. Xin thưa là dẫu cho chúng ta có cố gắng mấy đi nữa thì mình cũng không tìm được cái yếu tố căn nguyên, và chúng ta cũng không thể nào tìm kiếm đủ hết tất cả những nhân duyên đã hình thành nên cái đó. Trong truyện cổ Phật giáo thì có một câu chuyện nói về việc có làm có chịu như thế này. Lúc bấy giờ thì Đức Thế Tôn đang ở trong thành Vương Xá, có một người lái buôn tên là Phất Ca Sa. Khi ông rời khỏi nhà của mình đến trước cổng thành Vương Xá thì bị một con trâu nó hút chết ngay trước cửa thành. Người chủ của con trâu đó hết sức là lo lắng, không biết là rồi đây mình sẽ bồi thường như thế nào, và rồi con trâu này nếu như giữ nó ở lại thì có thể nó sẽ hút người khác nữa. Cho nên người ta mới đem con trâu này bán đi. Và thế là con trâu này được đi bán rẻ cho một người khác. Thế là cái người chủ mới này dắt con trâu về nhà. Khi dắt ngang một con sông thì muốn cho con trâu uống nước. Khi con trâu vừa đi đến cái bến sông thì cũng lập tức hút anh thêm một cái nữa, thì cái người chủ mới đó cũng chết luôn. Những người trong gia đình của người chủ mới này mới đem con trâu này đi xẻ thịt và bán ở ngoài chợ. Cái đầu và cái sừng của con trâu được cặt riêng ra. Và thế là có một anh chàng nông dân, người này mua rẻ cái đầu của con trâu và xách cái đầu đó đem về. Thì trên cái con đường đi mệt mỏi cho nên anh ta treo cái đầu trâu lên trên cái cành cây, và sau đó anh ta nằm ở dưới để mà nghỉ. Thì chẳng may khi treo lên cành cây như vậy, cái dây nó sút, cho nên nó rớt luôn cả cái đầu trâu đó và cái sừng trâu đó, nó ghim vào trong người của anh ta, cho nên anh ta cũng chết luôn tại chỗ. Thế là cái sự việc này nó xảy ra làm cho ba người chết chỉ vì một con trâu không thôi, nó làm chấn động cả cái thành Vương Xá. Cho nên vua Tần Bà Sa La mới thấy cái chuyện này nó rất ư là kỳ cục mà không biết hỏi ai. Thế là ông ta mới đến hỏi Đức Phật. Khi đến hỏi Đức Phật thì Đức Phật mới kể một câu chuyện tiền thân như thế này. Đó là vào một thở xa xưa có ba người lái buôn. Trong khi buôn xa nhà như vậy đó thì trời đã chiều tối, nhưng không dám mướn khách sạn để ngủ vì sợ đắt tiền, cho nên mới đến nhà của một bà lão ở trong vùng và xin ngủ ké qua đêm. Và rồi đến sáng hôm sau thì bà lão có chuyện phải đi sớm, thì ba người này dậy sau, cho nên là thấy không có ai trong nhà, liền vơ vét hết tất cả những cái đồ đạc ở trong nhà đó và bắt đầu chuồn. Thế thì khi bà lão về, bà thấy được là nhà của mình bị mất trộm, cho nên bà lập tức hỏi mọi người để rồi tìm theo dấu vết đòi lại của cải. Vậy là ba cái người lái buôn này ỷ mạnh hiếp yếu, cho nên xua đuổi và chửi mắng bà. Cho nên bà mới thốt ra một câu rằng: trong kiếp này tôi quyết thề để báo thù, nếu như kiếp này mà tôi không báo thù được thì trong những kiếp sau tôi thề sẽ báo thù, và dẫu cho tôi còn thân hay mất thân, tôi đều tìm mấy người để giết mấy người. Sau khi kể lại câu chuyện đó, thì Đức Phật nhận diện cái tiền thân đó là bà lão ấy,
chính là con trâu bây giờ, và ba cái người bị trâu hút đó chính là ba cái người thương lái buôn ngày xưa. Cho nên nhân quả nghiệp báo đó là điều có thật trong cuộc sống này. Như thể là khi mình đói mình ăn vào thì thấy no, khi mình khát mình uống vào sẽ đã khát. Đó là những điều hết sức chân thật trong cuộc đời này. Kính cầu nguyện cho tất cả các vị vững lòng tin nơi giáo pháp của Đức Như Lai. Kính cảm ơn và cầu chúc tất cả quý vị luôn an lành và thành tựu mọi sở nguyện trong cuộc đời. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 Phút Phật Pháp ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả đại chúng một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Thưa Thầy, có cách nào để biết trước một sự việc là tốt hay xấu để mà mình lựa chọn hay không? Vì những thứ mình nghĩ là tốt, rốt cuộc sau một thời gian lại trở thành không tốt. Kính cảm ơn Thầy và chương trình 5 Phút Phật Pháp nhiều lắm ạ. Phật tử Ngọc Hòa. Kính thưa Đạo hữu Ngọc Hòa cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Mọi thứ trong nhân gian này đều là tạm bợ. Nó có rồi nó lại mất đó. Cho nên ngay cả những điều tốt xấu trong cuộc sống này cũng như vậy. Đối với lại người này thì nó tốt, nhưng đối với người khác thì nó lại là xấu. Cho nên không có những giá trị chung cho tất cả những cái tốt hay cái xấu trong cuộc đời này. Vậy thì từ những giá trị của đạo đức cho đến những giá trị của cuộc sống đều phụ thuộc vào cái nền văn hóa của cộng đồng đó, của quốc gia đó hay của thời đại đó. Và nếu như mọi người trong hành tinh này biết trước được những giá trị cái này là tốt cho mình và cái kia là không tốt cho mình, thì thử hỏi cuộc đời này sẽ buồn tẻ vô cùng. Vì con người ta sẽ lấn át nhau và tranh giành nhau nhiều hơn nữa. Và ngay trong cuộc sống hiện tại này đây, những giá trị mà chúng ta cho nó là tốt để rồi mình tranh giành để có được nó, rồi một thời gian sau thì cái mà chúng ta cho nó là tốt đó cũng bị mai một theo năm tháng. Vậy thì cũng may đó là tất cả mọi người không hề biết trước được tất cả mọi sự vật và hiện tượng nó sắp sửa xảy ra. Cho nên mình không thể lựa chọn cái tốt nào là tốt miên viễn và cái xấu nào là xấu miên viễn để mình loại trừ. Kính thưa quý vị, tốt và xấu đó là hai mặt nhị nguyên của đời sống. Nó luôn luôn tồn tại song hành với nhau trong tất cả mọi lĩnh vực của cuộc đời này. Có một câu chuyện kể rằng có một vị quốc vương, trong một ngày nọ ông ta đi săn. Và chẳng may thì ông ta làm đứt hết của mình một ngón tay đi. Và lúc này thì vị vua mới hỏi cái vị cận thần đó là: theo khanh thì bây giờ nên làm thế nào đây? Vị cận thần thường xuyên đi sát bên vua trong mọi trường hợp đó, mới hớn hở niềm nở mà nói với vua rằng đây là việc tốt của nhà vua đó. Vị vua này nghe nói như vậy thì rất ư là phẫn nộ và lập tức giam ông vào trong đại lao. Một năm sau nữa thì vị vua này cũng đi săn, và chẳng may đó thì bị một cái bộ lạc thổ dân họ bắt và họ đem lên giàn hỏa thiêu để tế thần. Và khi chuẩn bị châm lửa tế thần thì những người thổ dân này mới phát hiện rằng vị vua đây bị mất hết một ngón tay, cho nên không đủ tiêu chuẩn để mà trở thành một vật tế thần. Trong cái niềm vui thoát nạn tế thần đó thì vị vua này nhớ đến cái vị cận thần của năm nào, cho nên liền lập tức sai cái vị cai ngục thả cái vị quan mà một năm trước mình đã giam ở trong ngục vì dám nói đây là việc tốt khi mình đứt một ngón tay. Sau khi được ân xá thì cái vị quan này liền đến để yết kiến nhà vua. Nhà vua nói là: ta xin lỗi ngươi vì đã làm cho ngươi bị oan và ở tù một năm nay. Lúc đó vị quan này mới nói rằng: ở tù một năm cũng là việc tốt thưa bệ hạ. Vì nếu như không ở tù một năm thì bệ hạ thử hỏi cái người quan cẩn thận mà thế chỗ bệ hạ đó là ai. Kính thưa tất cả quý vị, việc tốt chưa chắc đã là tốt hoàn toàn, và việc xấu chưa chắc đã là xấu hoàn toàn. Đạo Phật dạy cho chúng ta yếu tố vô thường, thân vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường. Tất cả những cái mà chúng ta cho là giá trị của cuộc đời thì cũng đều bị biến đổi theo dòng chảy của thời gian như thế. Những người bi quan khi nhìn thấy trong bóp mình còn có 100 đồng thôi, người ta buồn quá không biết là làm sao để có thể có được thêm. Còn người lạc quan đó thì người ta nghĩ rằng: ồ, trong bóp mình còn đến 100 lận. Thưa quý vị, ông bà mình có câu là: có đức mặc sức mà ăn. Vậy thì dù cho chúng ta có là ai, sinh ra trên mảnh đất nào hay thời gian nào,
thì những giá trị đạo đức của tự thân, của gia đình, của xã hội đều rất cần thiết để chúng ta xây đắp hạnh phúc của đời mình. Hy vọng rằng đạo hữu cùng tất cả quý vị sẽ tiếp nhận đời sống này một cách nhẹ nhàng. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Kính chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Kính thưa thầy, con đã nghe tất cả những số của chương trình 5 phút Phật pháp. Có những số con nghe đến hàng chục lần và thuộc luôn câu chuyện mà thầy dẫn chứng, đặc biệt là những tấm gương dạy con cái con rất thích. Thưa thầy, khi vui miệng nói giỡn với con nhỏ, vậy có đắc tội hay không? Phật tử Nguyễn Anh Thi. Kính thưa đạo hữu Anh Thi cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Hầu hết tất cả chúng ta, dù ít dù nhiều gì, mình cũng đều nói giỡn trong cuộc đời của mình cả. Khi chúng ta nói giỡn như vậy đó, mà nếu như người ta tin cái lời nói giỡn của mình là sự thật, và người nghe lại sống với những điều mà người ta tin tưởng trong lời nói đó, lúc đó thì những điều nói giỡn của chúng ta nó đã có tác dụng ảnh hưởng đến đời sống tâm tư của người khác. Vì vậy nó đã cấu thành nên cái tội nói dối. Vì lẽ đó mà chúng ta nên nói lời chính trực, ngay thẳng, đừng bao giờ nói giỡn. Và điều đặc biệt tác hại đó là chúng ta nói giỡn với những đứa nhỏ con em của mình. Tâm tư tình cảm của những em bé nhỏ nó như thể là một tờ giấy trắng. Chúng ta chấm bất kỳ một chấm mực nào lên trên đó, nó cũng in lại rất là sâu đậm. Và chúng ta đều muốn con em của mình giữ một tấm lòng thành thật ngay thẳng, thì tốt nhất là chúng ta nên thể hiện cái sự thành thật ngay thẳng đó đối với con em của mình. Có một câu chuyện kể về lòng thành thật dạy con như thế này. Một hôm nọ thì vợ của Tăng Tử đi chợ và đứa con nhỏ nó đòi đi theo. Bà mới nói với đứa con nhỏ rằng: "Con hãy ở nhà chơi đi, mẹ đi chợ về xong rồi mẹ sẽ mổ heo để làm thịt cho con ăn." Lúc bà đi chợ về thì bà thấy Tăng Tử đã bắt con heo ra để làm thịt mất rồi. Lúc đó bà nói với Tăng Tử là: "Em chỉ nói đùa với con thôi mà, sao lại anh làm thật?" Lúc đó thì Tăng Tử mới nói là: "Nói đùa là thế nào, đừng có khinh một đứa trẻ nó không biết gì. Cha mẹ nó làm thế nào thì nó sẽ làm như thế ấy. Nay mình nói dối nó, chẳng lẽ mình muốn con học cái nói dối của mình hay sao?" Trong một chương trình của 5 phút Phật pháp, chúng tôi cũng có kể cho quý vị nghe một câu chuyện của mẹ Khổng Tử đi mua thịt của nhà hàng xóm về cho Khổng Tử ăn. Thì đó cũng là những câu chuyện để cho quý vị thấy rằng người xưa người ta rất ưu trọng cái lời nói, và dù cho có cha mẹ đi chăng nữa thì cũng không được quyền nói giỡn với con, chọn những lời thành thật liêm chính để nói với con mình. Và những bậc cha mẹ đó một khi đã thốt ra một lời nào rồi thì phải cố gắng thực hiện cho được cái lời nói của mình. Ông bà mình cũng từng dạy là: "Một lần mất tin, 10 lần mất tín", hay là "mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng". Đó cũng chính là tất cả những sự đúc kết cho vấn đề giữ chữ tín, giữ cái lòng tin của con người đối với nhau. Nếu như những người tiếp xúc với mình biết rằng mình là một người thờ ơ, không có trách nhiệm, nói cho qua loa, nói cho xong chuyện, thì rõ ràng lời nói của chúng ta sẽ không tác dụng đối với họ sau này nữa. Cho nên để xây dựng được niềm tin đối với người khác và để cho người khác có thể tin tưởng nơi chính mình, thì chúng ta cần phải giữ cho lời nói và việc làm có sự tương xứng với nhau. Đừng nói một đằng và làm một nẻo. Và đặc biệt là trong phương diện dạy con, để cho một đứa trẻ nó trở thành một người hữu ích cho xã hội sau này, trở thành một người công chính liêm minh, thì chúng ta cần phải thể hiện yếu tố đó nhiều hơn hết. Thưa đại chúng, ở đời muôn sự của chung, hơn nhau là biết cách dùng mà thôi. Hy vọng rằng đại chúng sẽ sử dụng những lời nói của mình để đem đến những giá trị cao vời nhất mà người nghe có thể tiếp xúc được, để chúng ta không bị buồn phiền bủa vây sau khi chúng ta đã nói ra một lời nào đó. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian để xem chương trình này.
Cầu chúc tất cả quý vị và gia quyến luôn bình yên và hạnh phúc trong cuộc sống. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ với tất cả đại chúng một email của đạo hữu Như Trơn. Đạo hữu hỏi như thế này: Kính thưa thầy, vũ trụ có thường hằng hay không? Các đức Phật bây giờ đang ở đâu trong vũ trụ này? Kính cảm ơn thầy. Kính thưa đạo hữu Như Trơn cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Đây là một câu hỏi nằm trong 10 câu hỏi mà Đức Thế Tôn đã từ chối trả lời cách đây hơn 2.500 năm về trước. Thời Đức Thế Tôn còn tại thế thì những người đệ tử thường xuyên đi hóa độ khắp nơi, và thỉnh thoảng gặp nhau thì họ thường xuyên thảo luận 10 cái vấn đề siêu hình. Cuối những buổi thảo luận đó thì đều không đưa đến một kết quả khả quan nào hết, cho nên mới đem đến mà bạch Đức Thế Tôn 10 cái điều đó là: vũ trụ có thường hằng hay không? Vũ trụ không thường hằng phải không? Vũ trụ có giới hạn hay không? Vũ trụ không có giới hạn phải không? Thân và tâm là đồng nhất hay thân và tâm là không đồng nhất? Như Lai sau khi chết có tiếp tục tồn tại ở đây không? Như Lai sau khi chết không tiếp tục tồn tại ở đây phải không? Như Lai sau khi chết có tồn tại nhưng không tồn tại ở đây phải không? Và câu cuối cùng đó là: Như Lai sau khi chết không tồn tại và không tồn tại ở đây luôn phải không? Đó là 10 vấn đề rất siêu hình mà những đệ tử đã từng thảo luận với nhau. Thưa đại chúng, có một lần nọ, một người đệ tử tên là Mãn Đồng Tử, sau khi ngồi thiền xong rồi thì đi đến chỗ của Đức Thế Tôn, hỏi Đức Thế Tôn như thế này: Dạ bạch Đức Thế Tôn, 10 điều mà các đệ tử hỏi Đức Thế Tôn, tại sao Đức Thế Tôn không trả lời? Hôm nay đây, nếu mà Đức Thế Tôn không trả lời thì con không tu theo Đức Thế Tôn nữa. Và nếu như Đức Thế Tôn biết câu trả lời thì hãy nói cho con là Đức Thế Tôn biết câu trả lời. Còn nếu như không biết thì cũng nên nói với chúng con là Đức Thế Tôn không biết câu trả lời. Đức Thế Tôn mới trả lời rằng: Này Mạn Đồng Tử, trước khi ông xuất gia, ông có đặt ra vấn đề là xuất gia là để hiểu rõ những vấn đề này hay không? Đức Như Lai có nói với ông là ông hãy đi xuất gia rồi Đức Như Lai sẽ giải thích những vấn đề này cho ông hay không? Mạn Đồng Tử trả lời Đức Thế Tôn là: Dạ thưa không ạ. Đức Phật mới ôn tồn trả lời như thế này: Này Mạn Đồng Tử, nếu như có một người nào đó bị trúng phải một mũi tên độc và người thân của người đó dắt họ đi đến gặp một lương y, nếu như lúc đó mà người bị thương nói rằng tôi sẽ không rút mũi tên này ra cho đến khi nào tôi biết được người nào đã bắn tôi, người đó thuộc về giai cấp nào, bà la môn hay là vua chúa, người ấy có hình dáng cao hay thấp, tôi không muốn rút cái mũi tên này ra cho đến khi nào tôi biết được chất liệu của nó làm bằng gì. Này Mạn Đồng Tử, những câu hỏi này người kia chưa tìm được đáp án thì đã chết mất rồi. Cũng giống như vậy, nếu như có người nào muốn xuất gia tu tập mà phải giải đáp những vấn đề này trước, sau đó mới chịu xuất gia, người này chưa có được đáp án thì cũng đã chết trước mất rồi. Kính thưa tất cả đại chúng, qua cái ví dụ mũi tên độc của Đức Như Lai đó cho chúng ta thấy rằng Đức Như Lai không hề chủ trương những yếu tố siêu hình vượt ra khỏi cái nhu cầu đời sống thực tại của chúng ta. Mỗi người của chúng ta đây chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn để có thể tu tập và chuyển hóa. Nếu như chúng ta dùng hết tất cả những năng lực của sự sống này để đi tìm một yếu tố siêu hình, thì điều đó sẽ làm cho đời sống của chúng ta đây không hề có được yếu tố thanh thản nhẹ nhàng ngay hiện tại. Những điều mà Đức Thế Tôn biết nhiều như lá trong rừng, nhưng những điều Đức Thế Tôn nói cho chúng ta ít như thể là nắm lá trong lòng tay. Bởi vì đời sống của con người ngắn ngủi, tâm trí của con người rất giới hạn, cho nên không thể nào biết hết tất cả những vũ trụ mênh mông trong đời sống này. Ngay cả một thân phận của con người, chúng ta cũng chưa biết hết tất cả những cung bậc thẩm sâu của nó, mà chỉ có những chuyên ngành đặc biệt người ta mới biết rõ về chuyên ngành đó mà thôi. Thế thì so với vũ trụ mênh mông này, so với chúng sanh vạn loại hữu tình đây, làm sao chúng ta có thể biết được? Một ví dụ cụ thể là chúng ta chỉ có thể biết được vài ba ngôn ngữ, nhưng chưa chắc là biết một cách rành rỏi như thể là người bản địa. Và như vậy thì tất cả những ngôn ngữ của những chúng sanh trong cuộc đời này chúng ta cũng không thể biết được.
Vậy thì vạn loại hữu tình rất ư là mênh mông, vô cùng và vô tận. Tâm trí của mình lại có giới hạn, cho nên thật là không thể khi chúng ta chỉ sử dụng cái giới hạn của thân phận con người để chúng ta đem ra mà cân đo đong đếm so bì với tất cả những sự hiểu biết của những bậc đã vượt thoát ra khỏi trầm luân sinh tử. Cầu chúc cho tất cả các vị đặt niềm tin đúng nơi giáo pháp của Đức Như Lai để chúng ta tinh tấn tu tập, chuyển hóa những tham sân si của đời sống này và có được sự an lành ngay trong hiện tại của đời sống. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn bình yên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật pháp ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay đạo hữu Ngô Phương Trâm có gửi đến một email với nội dung như sau. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, khi người ta chưa hiểu được hết lòng mình mà đã vội vàng phán xét thì những điều đó nó không đúng với sự thật và không đúng với lại tâm tư nguyện vọng của mình. Những hành động đó còn làm cho mình rất ư đau khổ. Xin thầy cho một lời khuyên. Kính thưa đạo hữu Ngô Phương Trâm cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Chính người mười ý đó là lẽ tất nhiên của cuộc sống. Và ngay cả chính bản thân của mỗi người còn chưa hiểu hết tất cả lòng mình, huống chi là làm sao có thể hiểu được hết tất cả lòng của người khác. Trừ khi chúng ta chứng được cái quả tha tâm thông, thì lúc đó người ta suy nghĩ gì, người ta làm gì thì mình cũng đều biết hết tất cả. Nhưng xin thưa tất cả quý vị, những khả năng đó không phải dễ dàng mà chúng ta có được nó đâu. Muốn đạt được những yếu tố đó thật không dễ dàng tí nào. Ngay cả tự thân ta phải phấn đấu, nỗ lực tu tập thật nhiều. Tất cả những suy tư, nghĩ ngợi của mình đều phải được chúng ta nhìn nhận một cách hết sức là cẩn thận và biết rõ ràng khi nào tâm mình khởi lên một niệm ác thì mình biết nó là niệm ác. Khi nào tâm mình khởi lên một niệm lành thì mình biết được nó là niệm lành. Thưa đại chúng, để có thể biết được tâm của người khác thì chí ít chúng ta phải biết được tâm mình. Tức là mọi thứ xảy ra trên thân phận của mình, từ tâm thức cho đến thân vật chất, chúng ta đều nhận biết một cách rất rõ ràng. Để làm được điều đó thì xin thưa rất khó thưa quý vị. Có một câu chuyện kể như thế này. Có một lần nọ thì hai vợ chồng này đi du lịch trên một chiếc tàu biển. Và chẳng may thì cái chiếc tàu này nó gặp nạn và nó chuẩn bị chìm. Hai vợ chồng này cố gắng lắm mới có thể chạy ra tới được cái chiếc tàu cứu nạn. Nhưng việc có một nỗi đó là ở trên cái chiếc tàu cứu nạn này bây giờ chỉ còn có một cái chỗ ngồi nữa mà thôi. Thế là người chồng lập tức bỏ lại người vợ của mình và nhảy xuống cái chiếc tàu cứu hộ kia. Lúc đó người vợ mới hét lên thật to. Thưa tất cả đại chúng, người thầy giáo kể câu chuyện cho tất cả lớp học đến đây thì dừng lại và hỏi các học sinh rằng: các em hãy nghĩ xem người vợ đã la lên một câu thật to đó là câu gì? Có người thì nói rằng người vợ đó đang quở trách ông chồng. Có người thì nói rằng người vợ đó đang kêu cứu. Thế thì quý vị suy nghĩ xem người vợ đó nói gì. Lúc bấy giờ thì ở cuối lớp có một em đang rơm rớm nước mắt. Và người thầy giáo đã hỏi em bé đó rằng: em có suy nghĩ gì mà tại sao em lại rơm rớm nước mắt như vậy? Lúc đó em bé này trả lời rằng: người phụ nữ kia sẽ nói là hãy ráng mà chăm sóc con nha anh. Người thầy giáo giật mình và nói rằng: em đã nghe câu chuyện này rồi sao? Em học sinh này trả lời rằng: dạ thưa không, nhưng em đang rất vô hoàn cảnh như thế, mẹ em cũng đã nói như vậy với ba em. Người thầy giáo đã trả lời rằng: em nói rất đúng. Kính thưa quý vị, người chồng đó đã trở về để nuôi cái đứa con nhỏ của mình trở thành người hữu dụng trong đời sống. Và sau khi con gái đã trưởng thành thì ông bị bệnh và qua đời. Sau khi ông qua đời thì người con gái này tìm được trong những kỷ vật của cha, đó là cuốn nhật ký. Và trong quyển nhật ký đó, người cha đã viết như thế này: anh ước gì có thể cùng với em nằm sâu dưới đáy biển, nhưng em biết không, vì cái bệnh nan y em không thể sống được. Đó cũng là điều mà em dành ở lại con thuyền để cho anh trở về để nuôi con ăn học nên người. Anh xin lỗi và thương em nhiều lắm.
Người thầy giáo dừng lại câu chuyện ở đây, và dường như tất cả mọi đứa học sinh đều hiểu được rằng thẩm sâu trong câu chuyện kia là chan chứa cả một tấm lòng hy sinh, cũng như là nhận chịu trách nhiệm để nuôi dưỡng con cái. Thưa quý vị, nếu như chúng ta chỉ đứng ở một góc để nhìn nhận một khía cạnh nào đó của người khác thì quả thật là không đúng đâu. Mỗi người của chúng ta đều mang trên đôi mắt của mình một cặp kính màu để nhìn cuộc đời, để hiểu cuộc đời bằng tâm tư nguyện vọng của mình. Chính vì lẽ đó mà dường như nó đã phản xạ những yếu tố của chúng ta lên trên sự vật và hiện tượng cũng như là tâm tư tình cảm của người khác. Vì vậy mà những nhận xét và đánh giá này đôi khi lệch lạc. Thế thì mỗi khi nhận định một việc nào đó, chúng ta cần phải đặt mình vào trong hoàn cảnh của người kia. Có như vậy thì mình sẽ hiểu hơn, sẽ thông cảm hơn cho người khác. Đồng thời, những nhận định đánh giá của chúng ta đó sẽ bớt đi phần lệch lạc. Chính điều đó sẽ làm giảm thiểu đi những cái đớn đau do sự nhận xét trong cuộc sống này mang lại. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị cùng với gia đình luôn an vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 Phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay Đạo Hữu Minh Thành có gửi đến chúng tôi một câu hỏi như thế này. Kính thưa Thầy, làm sao có thể nhìn ra được và sử dụng được cái tốt nhất, hay nhất ở nơi người khác? Kính cảm ơn Thầy. Kính thưa Đạo Hữu Minh Thành cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Tất cả mọi người phàm phu của chúng ta đây, ai cũng đều có đủ hai cung bậc, đó là tốt và xấu. Thỉnh thoảng chúng ta có những cái tốt, và cũng thỉnh thoảng chúng ta có những cái xấu. Nói chung hễ ai là phàm phu thì cũng đều có những yếu tố tốt và cũng đều có những yếu tố xấu xen kẽ lẫn nhau. Tốt và xấu đó nó cũng không có một định chuẩn nhất định. Có nghĩa là đôi khi đối với người này thì tốt, nhưng đối với người khác thì lại là không tốt. Vậy thì cái tốt và cái xấu đó đôi khi nó không phải là yếu tố chủ quan của cá nhân, mà nó phụ thuộc vào cái cung bậc của những người tiếp xúc mà nhận được rằng nó tốt hay là nó xấu. Một lần nọ thì có một vị gia chủ rất là giàu có, và ông ta có một hòn đá thật là lớn ở trước nhà. Và thế là ông ta mời những vị điêu khắc gia đến. Có một vị điêu khắc gia nổi tiếng trong vùng đến sớm, và vị điêu khắc gia này nói với ông chủ rằng hòn đá này thật đẹp, cho nên tôi muốn tạc cho ông một bức tượng của một cô gái. Sau đó thì vị điêu khắc gia thứ hai đến. Vị điêu khắc này nói rằng hòn đá này cũng rất đẹp, và tôi muốn tạc cho ông một con sư tử hết sức là hùng dũng để đặt ở trước nhà. Rồi tiếp theo là một vị điêu khắc gia thứ ba đến. Và sau khi nhìn ngắm hòn đá lớn này, biết đây là hòn đá rất quý, cho nên vị này mới nói với ông chủ rằng ông là người theo Phật và tin tưởng nơi Đức Phật, vì vậy mà tôi xin được tạc cái hòn đá này trở thành một Đức Phật trang nghiêm để cho ông thờ tự ở trong nhà. Lúc đó người gia chủ mới suy nghĩ trong lòng mình rằng cũng là một hòn đá, nhưng mà tại sao cách thể hiện của nó hết sức là đa dạng như vậy? Một người nhìn hòn đá này chỉ là một cô gái, một người nhìn hòn đá này thì lại là một con hổ, một người nhìn thấy hòn đá này lại là một Đức Phật. Kính thưa tất cả đại chúng, chúng ta cũng giống như thể là hòn đá cuội kia, trôi lăn trong vô lượng sinh tử, để rồi về đây nương gá nơi nhân gian này chỉ có một khoảng thời gian không thôi. Rồi chúng ta mang trên hình hài này rất nhiều tên gọi khác nhau từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi. Thế thì mỗi một con người của chúng ta đây đều có những cái tốt cái xấu đó. Đối với những người thương ta thì nhìn ta có một cung bậc khác, và đối với những người ghét ta thì lại nhìn ta có một cung bậc khác hơn. Thế thì ta vẫn là ta. Như thể hòn đá cuội kia vẫn là hòn đá cuội kia, dẫu cho có tạc nên bất cứ hình hài sắc tướng nào trong nhân gian đi nữa. Nhưng mà rồi thưa các vị, chúng ta hãy đi vào trong nhân gian này, và làm sao đó để chúng ta có thể nhìn trong nhân gian này những cái tốt nhất của người ta có thể. Tùy nơi tâm thức của mình mà mình có thể nhìn nhận người ta một khía cạnh đẹp tốt nhất. Đức Như Lai đã nhìn trong tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành, có nghĩa là Ngài đã thấy được cái thể tánh giác ngộ viên mãn sáng suốt của tất cả vạn loại hữu tình chúng sanh.
Ấy thế mà chúng ta vẫn chưa nhìn ra nhau là một vị Phật hiện hữu trong đời. Vậy thì tốt hay xấu của một con người có phải chăng là do cách nhìn nhận của anh mà ra không? Kính thưa tất cả quý vị, khi chúng ta ăn một cái trái cây, mình cũng lựa cái chỗ ngon mình ăn, có chỗ dở mình bỏ đi. Và đời sống này cũng như vậy đó. Khi tiếp xúc với một ai đó thì hãy tìm kiếm những cái gì tốt đẹp của người ta để mình sử dụng, còn tất cả những gì xấu ác của họ thì chúng ta bỏ qua một bên. Đó cũng chính là cái mà chúng ta dùng để tận dụng cuộc sống. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị luôn an lành và hạnh phúc trong cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 Phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ một email của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Kính bạch Thầy, con vừa bị thất nghiệp, lại gặp những chuyện không may xảy đến với gia đình nữa. Đây có phải là con đang thọ nghiệp hay không? Xin Thầy giúp con một niềm tin. Phật tử Phan Hạ. Kính thưa đạo hữu Phan Hạ cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, chúng ta đã từng nghe cái câu đó là sông có khúc người có lúc. Vậy thì mọi người chúng ta trên hoàng vũ này đều chịu chung một quy luật, đó là lúc này thì thế này, nhưng lúc khác thì lại là thế khác. Sự vận hành và biến thiên của tất cả mọi sự vật và hiện tượng của đời sống, đó chính là lẽ đương nhiên của cuộc đời. Mà trong nền văn hóa của Phật giáo thì chỉ cho chúng ta yếu tố của vô thường, thân vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường. Tất cả mọi sự đều biến đổi hết thảy. Thế thì một đời sống mà mình bằng lòng với nó, đó chính là niềm hạnh phúc to lớn. Kính thưa quý vị, có một câu chuyện kể như thế này. Một hôm nọ thì anh chàng này ảnh đi làm ở trong cái xưởng cưa, và chẳng may đó thì anh ta bị đứt hết một ngón tay đi. Khi anh ta đã đứt một ngón tay rồi đó thì không thể làm ở trong cái xưởng cưa đó được, cho nên bị cái xưởng cưa đó đuổi việc. Khi anh ta bị đuổi việc như vậy rồi đó, và cái cô bồ mà anh ta mới vừa quen tháng trước đó thấy như vậy cho nên là cũng bỏ anh ta luôn. Đứng trước sự thất nghiệp và bị người yêu phụ bạc như vậy cho nên anh ta nghĩ rằng đời sống này thật là vô vị và tìm đến cái chết. Vậy là anh ta leo lên trên cái lan can của một ngôi nhà 3 tầng để chuẩn bị nhảy xuống. Khi chuẩn bị nhảy xuống thì anh ta nhìn thấy ở phía bên kia đường có một anh chàng bị cụt cả hai cánh tay. Anh chàng đó lại đang đeo một cái headphone để nghe nhạc, và anh ta cứ dựa vào ở trong cái vách tường rào mà cứ lắc qua lắc lại như vậy hoài. Vậy là cái anh chàng mà đang muốn tự tử này mới kêu anh kia rằng: "Này anh, tôi mới có đứt một ngón tay thôi mà tôi đã muốn tự tử rồi, còn anh thì tại sao đứt cả hai cánh tay mà lại vui vẻ như vậy?" Thì anh kia mới nói rằng: "Vui vẻ gì đâu mà vui vẻ, tôi ngứa lưng mà không thể gãi được đây nè." Xin thưa đại chúng, câu chuyện đó có phần hơi tiếu một chút. Tuy nhiên chúng ta cần phải hiểu như thế này: dẫu cho chúng ta có đau khổ bao nhiêu đi chăng nữa, thì khi chúng ta nhìn ra ngoài xã hội, mình thấy được rằng người khác còn có sự đau khổ hơn mình nhiều lắm. Khi đã nhìn thấy như vậy rồi thì mình sẽ vững thêm niềm tin để bắt đầu lại cuộc sống. Kính thưa quý vị, một em bé để có thể đi được, để có thể chạy được thì em bé đó cũng phải vấp ngã đôi lần. Và vấp ngã chỗ nào thì hãy đứng lên chỗ đó. Cuộc đời sẽ không hất hủi ai cả. Cuộc đời luôn mở cửa đối với tất cả chúng ta. Cơ hội luôn vẫn còn đó. Nhưng nếu chúng ta đóng lòng của mình lại thì đó mới chính là điều đau khổ nhất trong cuộc sống. Cái nghiệp mà chúng ta thọ nhận trong đời sống này không phải là do trời, do đất, do một ai đó xui khiến, mà chính là do thân, miệng, ý của mình đã tác tạo nên. Vì vậy mà chính chúng ta là người tạo nên cái nghiệp lành hay nghiệp dữ của chính mình. Cho nên đừng bao giờ đổi thừa nghiệp hết cả. Nghiệp đó chính là những hành động từ thân, miệng, ý của ta. Mình đã gây tạo và bây giờ nó trở lại chính bản thân mình. Lời cuối, chúng tôi muốn khuyên đạo hữu: thất bại là mẹ đẻ của thành công. Chưa từng có ai thành công trong đời mà không nếm trải mùi thất bại. Nhưng nếu như chúng ta gục ngã ngay nơi cái thất bại đó mà không chịu đứng lên để tiếp tục hành trình, thì sẽ không bao giờ nếm được cái hương vị của sự thành công sau đó.
bao giờ và ở đâu cũng thế. Ví mà đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai. Và nơi cuộc sống này chính là sự kham nhẫn, chịu đựng để chúng ta vượt qua. Chính những trở ngại của đời sống đó chính là chất xúc tác để chúng ta am hiểu cuộc đời này nhiều hơn và thông cảm với cuộc đời này nhiều hơn. Khi chúng ta thất bại, sẽ cảm nhận được và yêu thương hơn những người cô thân, độc mã, thấp cơ, lỡ vận trong đời. Rồi đến khi chúng ta thành công, chúng ta sẽ hiểu được rằng giá trị của nó sẽ đánh đổi bởi một quá trình hết sức là gian nan và khó nhọc. Và tất cả những trải nghiệm đó ở nơi đời sẽ là giá trị của cuộc sống mỗi người. Xin cầu nguyện cho đạo hữu có được đời sống bình thường, công ăn việc làm đầy đủ. Và kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Kính chúc tất cả quý vị giữ được niềm tin yêu trong cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 Phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ một email của Phật tử Lê Thảo Vi gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, làm thế nào để hóa giải được những nhục mạ, vu oan, chửi mắng của người khác mà mình không khởi tâm sân hận buồn phiền họ? Kính cảm ơn Thầy. Kính thưa đạo hữu Thảo Vi cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, là một con người phàm phu sống ở trong cuộc đời của nhân thế, hẳn nhiên mấy ai trong chúng ta có thể vượt qua cái ngưỡng cửa của hơn thua tốt xấu nơi đời, đặc biệt là những yếu tố vu oan, chửi mắng, nhục mạ. Nếu chúng ta nói rằng mình không có một chút phiền não nào đối với những yếu tố như thế thì rõ ràng rằng nó không có thực tế. Tuy nhiên chúng ta cũng bị tác động, nhưng sự tác động đó không nhiều. Sự tác động đó không đủ lực để cho chúng ta phải bỏ cuộc nửa chừng tất cả những yếu tố của chính mình. Thưa tất cả quý vị, mỗi người không ai ăn giùm cho ta, không ai hít thở giùm cho ta, không ai uống nước giùm cho ta, và không ai có thể cảm nhận được cuộc sống này thế cho ta hết thảy. Vì lẽ đó mà mỗi người có một cảm nhận riêng, tùy theo khả năng, trình độ nhận thức mà họ phán xét cuộc đời qua lăng kính của cá nhân, và người ta phản ánh lại cuộc đời này một cách khác nhau. Cho nên chúng ta biết được rằng giá trị của cuộc đời nó không có cái chung cho tất cả mọi người, vì mọi người có những cảm nhận khác nhau. Vì vậy mà giá trị của cuộc đời nó cũng phụ thuộc vào đối tượng tiếp nhận. Xin thưa các vị, bàn bạc trong kinh điển, Đức Thế Tôn đã dạy cho các đệ tử của mình ứng phó với những yếu tố chửi mắng nhục mạ như thế này. Một lần nọ, khi Đức Thế Tôn cùng với hàng thánh chúng đi khất thực, và người ta thấy oai nghi đỉnh đạt của Đức Thế Tôn cũng như là những người theo Đức Thế Tôn rất đông, cho nên những người của tôn giáo khác họ nhìn thấy như vậy, cho nên đâm ra cái chỗ ghen ghét và phỉ báng nhục mạ Đức Thế Tôn. Nhưng Đức Thế Tôn cứ bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Tức quá cho nên người ta mới chặn đường Đức Thế Tôn mà hỏi rằng: ông có nghe tôi chửi hay không? Lúc ấy Đức Thế Tôn mới trả lời như thế này: này ông, giống như thể là trong nhà ông có một cái bữa tiệc, ông mời tất cả những người thực khách đến để ăn. Sau khi ăn xong, ông gói một số đồ để làm quà cho người ta mang về. Nhưng nếu như những người thực khách kia không mang quà về, thì cái số quà đó sẽ thuộc về ai? Những người đó trả lời rằng: sẽ thuộc về tôi. Đức Thế Tôn trả lời rằng: này ông, cũng giống như vậy đó. Những lời mà ông dành cho ta nhưng ta không nhận đó, thì những lời đó sẽ thuộc về ông. Và rải rác trong kinh điển có những chỗ Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta cách để ứng phó với những tình trạng như thế này. Nếu như có người nào mà chửi mắng lăng mạ mình á, thì giống như thể là tung bụi ngược gió. Bụi chưa đến người ta, nó đã trở lại nơi mình rồi. Thứ hai là hình ảnh của một người mà ngửa mặt lên trời mà phun nước bọt. Nước bọt nó chưa có tới trời nhưng mà nó đã rớt lại trên mặt của mình. Đó là ba cái hình ảnh hết sức là sống động để chúng ta ứng phó với những điều trái ý nghịch lòng, đặc biệt là với những ngôn ngữ của người đời đã dùng để mắng nhiếc, lăng mạ, phỉ báng nhằm làm nhục mạ hoặc là hạ thấp đối phương. Nhưng xin thưa tất cả quý vị, ở trong đời bây giờ đâu phải người ta chỉ dựa vào một lời nói mà tin đâu.
Cho nên chúng ta cũng không phải vì thế mà buồn phiền. Chúng ta hãy sống với những điều lành, điều tốt của chính mình. Chính những điều mà chúng ta làm bằng thân, bằng khẩu, bằng ý của mình đó, nó sẽ cảm hóa được người khác. Và lâu ngày chày tháng, người ta sẽ thấy được rằng đâu là yếu tố chân thật, đâu là yếu tố không chân thật. Và chúng ta cũng đừng có dành nhiều thời gian tâm thức của mình để đau khổ bởi những chuyện như vậy. Vì cái gì rồi cũng sẽ qua đi thôi. Ngay cả những giá trị tuyệt mỹ trong đời sống cũng bị vùi dập, huống chi là những điều tai bay vạ gió trên ngôn ngữ của nhân tình. Xin cầu chúc quý vị vững bước trên đôi chân của mình để bước vào trong cuộc đời này. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an lành và hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, trước nhất xin cảm ơn thầy đã làm chương trình 5 phút Phật pháp rất ý nghĩa và nhiều lợi ích cho chúng con. Chúng con quá bận rộn với đời sống thường nhật nên không thể tập trung ngồi và chú ý nghe pháp 1 giờ hoặc 2 giờ liên tục được. 5 phút mỗi ngày của thầy là dưỡng chất để tưới tẩm hạt giống Phật của chúng con. Kính thưa thầy, có những người họ chỉ biết có chút ít hay một khía cạnh thôi mà tỏ vẻ hiểu biết tường tận. Xin thầy cho một lời khuyên để bản thân họ và những người bị nghe họ nói được bớt khổ. Kính tri ân thầy, Phật tử Đồng Yên. Kính thưa đạo hữu Đồng Yên cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Trước nhất xin được cảm ơn tất cả quý vị đã email cũng như là gọi điện thoại cho chúng tôi để cảm ơn về chương trình 5 phút Phật pháp này. Đồng thời quý vị cũng đã giúp cho con đường truyền bá Phật pháp bằng cách là chia sẻ những bài pháp thoại ngắn đó đến với những người thân cũng như là bạn hữu của mình trong friend list. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị. Kính thưa tất cả đại chúng, thông thường những người tỏ vẻ ta biết rất nhiều, ấy là những người thật sự chưa nhìn lại chính bản thân của mình. Trong cái thế giới vô cùng vô tận này đây, chúng ta là những người thật sự biết rất ít. Những gì mà chúng ta hiểu biết như thể là một giọt nước ở trong cái biển mênh mông của nhân thế. Có một câu chuyện xưa mà tất cả quý vị đều đã biết, đó là năm cái người mù mà sờ voi. Câu chuyện kể rằng một hôm thì vị vua này muốn biết cái cảm giác của những người mù nhận định như thế nào về một con voi. Cho nên vị vua đó đã cho gọi 5 người mù tới. 5 cái người này là những người mù từ nhỏ, có nghĩa là họ chưa từng thấy con voi như thế nào. Và như thế là vị vua đó cho dắt một con voi ra để 5 cái người mù này nhận định xem con voi nó như thế nào. Thế là có người thì rờ cái chân và cho rằng con voi nó giống như cái cột đình. Có người thì rờ cái lỗ tai và cho rằng nó giống như cái quạt. Có người thì rờ cái đuôi và cho rằng nó giống như cái chổi chà. Có người thì rờ cái bụng và cho rằng nó giống như là cái trống. Có người thì rờ cái còi và cho rằng nó giống như là con đĩa thật là lớn. Thế là vị vua đó chỉ cười mà thôi. Xin thưa các vị, qua câu chuyện ngụ ngôn đó chúng ta có thể thấy được là bản thân của mỗi một người chúng ta đây, những kiến thức hẹp hòi của mình cũng giống như thể là người mù kia trong vô tận của những kiến thức. Chúng ta không thể nhìn thấy hết, cũng như không thể hiểu hết tất cả mọi sự vật và hiện tượng trong thế gian này. Đôi mắt của chúng ta chỉ có thể nhìn ra ở phía trước, nhưng đôi mắt này không thể nhìn ra ở phía sau của cái óc mình được. Ngay cả đôi mắt này cũng không thể nhìn được khuôn mặt của chính mình. Mà khi nào chúng ta muốn nhìn thấy khuôn mặt mình thì mình phải dùng một cái khác đôi mắt mình để nhìn thấy nó. Đó chính là một tấm gương để phản chiếu hay một ánh mắt của người khác. Vậy thì ánh mắt của chúng ta đây hay những tư tưởng của chúng ta đây cũng đều phải nhờ vào một cái khác nó để có thể phản ánh và đưa vào ở bên trong. Chính vì lẽ đó mà nếu như có một người nào cho rằng mình biết hết tất cả mọi sự trong cuộc đời thì quả thật là người đó có một điều không biết, đó là không biết giới hạn của bản thân mình. Xin thưa tất cả quý vị, trong xã hội của ngày hôm nay, nếu như có một ai đó
mà hễ gặp nhau là tụm năm tụm bảy lại nói những chuyện của ông nọ bà kia, hay nói những chuyện của tổng thống này tổng thống kia, quốc gia này quốc gia kia, và sau đó là không làm được một cái gì nên chuyện hết. Thì chúng ta phải hiểu được rằng những người đó là những người rất cần sự chia sẻ, vì hàng ngày người ta không có nhiều bạn để có thể nói chuyện. Chính vì lẽ đó khi gặp được cơ hội là họ sẽ nói hết tất cả mọi chuyện mà họ không biết họ nói chuyện gì. Và người ta cứ nghĩ rằng nói như vậy đó là để thể hiện cái kiến thức của mình, để biết được sự sâu rộng và am hiểu tường tận những tin tức đó đây của thế giới. Nhưng xin thưa tất cả quý vị, những cung bậc đó không có ý nghĩa gì đối với lại sự chuyển hóa những khổ đau nội tại mà người ta đang có. Giá như những người đó làm một việc, đó là mỗi buổi sáng mình hãy ngồi một cách tĩnh tâm để theo dõi hơi thở của mình, vì biết chắc chắn rằng hơi thở này chúng ta không thể rời nó được 5 phút. Chuyện của thế sự thăng trầm, chuyện của kẻ nọ người kia đâu có quan trọng bằng cái chuyện mà từng mỗi một phút giây chúng ta cần có sự hiện diện của hơi thở chính mình. Kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị luôn sống an lành trong giáo pháp của Đức Như Lai. Và kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn hạnh phúc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. A Di Đà Phật, kính thưa thầy, làm sao để dừng lại lòng ham muốn? Phật tử Chơn Đạo. Kính thưa đạo hữu Chơn Đạo cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Đây là một câu hỏi ngắn nhưng quá khó để có thể trả lời cho thông suốt được. Làm sao để có thể dừng lại sự tham muốn? Nếu như trả lời một cách ngắn gọn đó là đừng tham muốn nữa thì sẽ dừng lại sự tham muốn. Nhưng xin thưa, mấy ai trong chúng ta có thể dừng lại được sự tham muốn của cá nhân mình? Thưa quý vị, có một câu chuyện kể như thế này. Một hôm nọ thì cái con lừa nó làm biếng mà nó không có muốn đi nữa. Cho nên cái người mà đánh xe lừa này thúc giục nó đi hoài mà nó không chịu đi. Vậy là cái người đánh xe lừa này nghĩ ra một cách. Anh ta cắt một bó lúa mà mới có tổ đồng, còn ươm có mùi sữa non ở trong hạt lúa đó, treo ở phía trước đầu của con lừa. Và cái con lừa này vì thấy cái mùi thơm của lúa đó hấp dẫn quá, cho nên nó cố gắng vươn cái đầu ra phía trước, đi tới ở phía trước để ăn cho được cái bó lúa kia. Và như thế nó cứ đi, cứ rướng người tới. Và thế là con lừa kia đã kéo được cái xe lừa, và anh ta không cần phải thúc giục nhiều hơn nữa. Thưa quý vị, trong đời sống này của chúng ta đây cũng như thế. Vì muốn đạt được một cái yếu tố nào đó trong cuộc đời này mà chúng ta phải cố gắng hết sức để vươn lên, để muốn đạt được và muốn thủ đắc. Chính cái yếu tố đó là lòng tham muốn, chính yếu tố đó là sự khát ái, để chúng ta dấn thân vào cuộc đời, để tìm hết tất cả cách nọ, cách kia, mong muốn thỏa mãn cho bằng được. Đức Phật dạy chúng ta đó là thiểu dục và tri túc, là cách để cho mình giảm bớt đi sự tham muốn và biết đủ. Khi nào còn cái thân phận của phàm phu thì chúng ta còn sự tham muốn. Nhưng nếu như chúng ta không biết dừng lại của sự tham cầu mà chỉ đi tìm cầu thôi thì sẽ không bao giờ có thể thỏa mãn được. Chỉ cần chúng ta biết đủ và dừng lại thì lúc đó chúng ta sẽ không bị đau khổ bởi sự tìm cầu thỏa mãn. Cái cõi này chính là cõi dục, tức là dục giới. Mọi người sinh ra ở nơi đây đều chỉ vì sự tham muốn mà có mặt ở nơi này. Sanh tử căn bổn dục vi đệ nhất, có nghĩa là nguồn gốc của sự sinh tử chính là lòng dục. Vì thế mà để có thể hết đi cái con đường sinh tử thì chỉ còn cách hết đi cái lòng dục. Và xin thưa các vị, cái lòng dục kia mỗi người mỗi cái khác nhau. Có người thì thích cái này nhưng có người thì lại thích cái khác. Cho nên cụ thể của cái sự tham muốn kia không ai giống ai, nó muôn hình vạn vẻ. Một người nhỏ tuổi cũng có sự tham muốn, một người trung niên cũng có sự tham muốn, một người lão niên cũng có sự tham muốn. Từ lúc nhỏ sinh ra cho đến khi lớn lên và chết tới nơi cũng thế. Vậy thì cái đối tượng của lòng tham muốn kia nó có khác, nhưng bản chất của sự tham muốn
của lòng dục nó là giống nhau. Biết như vậy rồi thì chúng ta hãy chuyển cái lòng tham muốn này, đó chính là thay vì tham muốn có lợi cho mình mà hại cho người, thì chúng ta hãy chuyển đổi, đó chính là những việc ham muốn có lợi cho mình, có lợi cho người cũng đồng là một sự tham muốn. Nhưng tham muốn việc ác nó có khác, tham muốn việc thiện nó có khác. Thế thì sự chuyển hóa từ một cái sự tham muốn ích kỷ đem đến một sự tham muốn vừa có lợi cho mình vừa có lợi cho người, đó cũng chính là cái để chúng ta giảm thiểu sự khổ đau, mang đến sự an lạc cho nhiều người và tất cả chúng sanh vạn loại. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an vui và thành tựu mọi sở nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, Phật tử Diệu Nhẫn có gửi đến chúng tôi một email câu hỏi như thế này. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con làm thế nào để tiếp nhận những người làm việc chung trong một đạo tràng được hòa thuận với nhau. Kính cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho thầy luôn khỏe mạnh để làm lợi lạc nhiều cho chúng sanh. Thành tâm xin tri ân thầy, Phật tử Diệu Nhẫn. Kính thưa đạo hữu Diệu Nhẫn cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, hòa thuận với nhau trong cái anh em ruột thịt đã là khó, huống chi là mình có thể hòa thuận với nhau trong tất cả những người mà chỉ đến với tấm lòng không thôi, không có liên hệ gì đến huyết thống hết cả. Chính người mười ý là cái lẽ đương nhiên của cuộc đời. Tuy nhiên những gì mà chúng ta đặt ra trong một đạo tràng thì hãy cố gắng mà sách tấn lẫn nhau, chị ngã em nâng. Trong luật của nhà Phật dạy chúng ta một điều, đó là ẩn ác dương thiện. Có nghĩa là khi nào mà chúng ta sống ở trong chúng á, sống trong số đông á, thì nên bỏ qua cái lỗi lầm của nhau để chúng ta đưa cái tổ chức đó hướng đến một con đường cao thượng và tốt đẹp hơn. Xin thưa các vị, những Phật tử đến với nhau trong một đạo tràng đều cùng chung một chí hướng phụng thờ Đức Thế Tôn và cùng làm những công việc đạo để mang đến sự lợi lạc cho mình và cho người, để tích tụ cái phước báu, tích tụ cái công đức cho đời này và đời sau. Chính vì những yếu tố như thế mà chúng ta hãy suy nghĩ rằng phụng sự chúng sanh chính là cúng dường chư Phật. Con đường mà các vị Bồ Tát và Phật đã đi trong cuộc đời này, đó là đem hết tất cả thân phận của mình làm lợi ích cho chúng sanh, dẫu cho thân phận này có bị vùi dập hay tan nát trong cuộc đời đi chăng nữa thì các ngài vẫn không muộn phiền gì cả. Thế thì chúng ta vào trong cuộc đời để làm lợi ích cho chúng sanh cũng như vậy. Nhưng xin thưa, đó là một con đường hết sức lý tưởng. Thực tế của cuộc sống đó là mỗi khi chúng ta đụng chuyện trái ý nghịch lòng thì mình lại nhục chí anh hùng, mình không thể vượt qua được những cái thử thách ấy. Có một câu chuyện kể như thế này. Có một anh thanh niên đi ngang cái con đường làng và anh ta nhìn thấy một tượng Phật bằng đất để ở bên vệ đường, bị mưa nắng nó bào mòn như vậy. Thấy thương cái tượng Phật kia quá, cho nên anh ta nhìn xung quanh không thấy cái gì, chỉ có một cái chiếc dép rách thôi. Và thế là anh ta lấy cái chiếc dép rách kia để lên trên đầu của cái tượng Phật đó, để cho mưa nắng nó khỏi có bào mòn mà thôi. Rồi anh ta lại tiếp tục đi nữa. Ngày hôm sau lại có một anh chàng khác đi ngang con đường ấy và thấy cái tượng Phật kia lại bị một cái chiếc dép để ở trên đầu như vậy. Cho nên anh đó lại khởi lên một cái ý niệm suy nghĩ là tại sao có một cái người nào vô lễ đến thế lại để cái chiếc dép lên đầu Đức Phật. Và vậy là anh ta lấy cái chiếc dép bỏ xuống. Rồi những ngày sau lại có một người đi ngang nữa và cũng nhìn thấy Đức Phật bị mưa nắng bào mòn như vậy. Vậy là cái người này mới đem cái tượng Phật đó tìm một gốc cây ở chỗ cao ráo mà để. Thế thì xin thưa các vị, cả ba người này người nào là có tội? Dạ xin thưa, đó là ba vị này đều không ai có tội lỗi gì cả. Vì xuất phát từ cái lòng thành muốn cho tượng Phật kia không bị mưa nắng bào mòn thế thôi. Nhưng hành động của mỗi người nó có khác nhau, vì phụ thuộc vào khả năng, trình độ nhận thức của mỗi người. Xin thưa tất cả đại chúng, khi chúng ta làm một công việc chung nào đó
thật sự là rất khó, vì mình phải đối diện với hàng trăm, hàng ngàn cái ý kiến khác nhau, không ai chịu ai, không ai bằng lòng với ai, rồi dẫn đến một kết cục đó là chúng ta rất dễ nản lòng vì những người này nói thế này, người kia nói như thế kia. Cái ganh ăn ghét ở vốn là điều hết sức bình dị trong cuộc đời này. Khi ở trong một gia đình, chúng ta chỉ có lo cho vợ chồng, cho con cái không thôi. Ấy thế mà cũng có rất nhiều chuyện xảy ra rồi. Huống chi là chúng ta đem cái thân này ra để phục vụ cho một số đông, cho một cộng đồng người, thì những người đó phải là người có cái bồ đề tâm rộng lớn, hy sinh cái công sức, cái thời gian, cái tài sản của mình. Vậy thì chúng ta cần phải mở rộng lòng mình hơn nữa để có thể dung nạp hết tất cả mọi người, để chúng ta cùng sống chung, cùng làm việc chung, để mang lại sự lợi ích cho mình và cho người nhiều hơn. Xin thưa quý vị, những gì mà chúng ta làm trong cuộc đời này sẽ không có mất đi đâu, dẫu là việc lành hay là việc ác. Kính nguyện chư Phật mười phương gia hộ cho tất cả quý vị chân cứng đá mềm, để chúng ta vững chãi hơn trên con đường làm lợi ích cho chúng sanh. Và cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc cho tất cả quý vị và gia đình luôn an vui trong cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật.